và mình chào các bạn nhá. Các bạn ơi, ở cái vũng nước này có rất nhiều cá luôn nha các bạn. Ui, to nha, to nha. Ui, con gì đây? Ơ kìa. Nani? Xịn đây này. Con này là con rùa nha các bạn. Nó rất là lớn luôn đấy này. Xịn nha. Ai xịn chả các bạn ơi. Đây, cái thùng đựng cá của mình nha. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt và tìm hiểu những con cá nhá các bạn. Các bạn, con cá này, con cá coi này. Ui. Xịn nha. Con cá coi đi các bạn. Con cá này, con cá chấm chim này. Ai cái cá chim đây các bạn. Ui, nó bự à. Ai xa, xa. Xịn đi. Cá chim này to lớn các bạn. Con cá chim này có cái màu tím mộng mơ này. Đấy, rất là bự luôn nhá. Ok, con. Ui dùi ui. Còn rất là nhiều cá coi nữa các bạn ơi. Để cá coi này. Ui, xịn đi. Ai chạch chà các bạn ơi. Còn cá. Con cá này, con cá chép coi này. Có cái màu đỏ luôn nhá. Hai con cá rồi nhá. Mình bắt được hai con cá rồi các bạn. Ok. Ở xịn đi. Ui dùi, cá gì đây. Ai các bạn ơi, con cá này là con cá gáy này các bạn này. Cá gáy thuộc họ nhà chép các bạn. Cá chép đây. Ui dùi, ba con cá rồi đấy các bạn. Toàn những con cá cảnh siêu to khổng lồ đấy các bạn. Con rùa là bự ấy. Con rùa con mon các bạn ơi. Đây, ui. Ai giật giật con cá này, con cá koi mà có cái màu đen luôn đấy các bạn ơi. Đấy, cá koi các bạn, to lớn này. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt các bạn nhỉ. Cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu sắc như vậy. Ô, xịn cho con bò luôn. Con vịt quạc quạc. Ô kìa. Ui dồi ui. Con cá koi này to lớn này. Ui, ơ kìa. Nó bự ấy. Ây da, to nha, to nha. Siêu to khổng lồ luôn. Rồi. Ô kìa. Ui dồi ui. Con cá koi này. Ai, con cá koi này to, bự này. Khó bắt lắm các bạn. Ấy, to. Ô bạn ơi. Đấy, mình bắt được một thùng cá rồi các bạn. Rồi, con ấy. Ui dồi, con cá koi này đẹp đấy. Đấy các bạn, con cá koi này rất là nhiều màu sắc luôn nhỉ. Đấy, đẹp nhỏ. Xịn sò luôn. Ở các bạn ơi, mình bắt được một thùng cá rồi này các bạn này. Đây, và bây giờ mình sẽ bắt con rùa lại cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, con rùa này. Con rùa này thuộc loài rùa common có cái size serpent luôn các bạn ơi. Nó rất là lớn luôn nhỉ. Đây này. Ui dồi, ui nó bự này. À, xịn sò con bò. Ui dồi, nó to. Nó to như vậy thì đứa làm sao được các bạn ơi. Ok, để mình coi xem nào. Ui. Trứng khủng long các bạn ơi. Chà, để mình cùng khám phá xem là bên trong quả trứng khủng long này. Ai chà chà. Ui, xịn lên. Ui, ái già già các bạn ơi. Bên trong quả trứng khủng long màu cam cam này các bạn. Có rất là nhiều những con cá đây này. Ui dùi, xịn xò luôn. Ok, ái già già, xịn đấy. Ui dùi. Ôi, mình bắt được một thùng cá rồi là các bạn này. Ok, và bây giờ mình sẽ đem hết những cái con cá này các bạn ơi lên cái bể nuôi cá của mình nha. Mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Ok, con cá koi này đẹp đây này. Đấy. Ok các bạn ơi, đây là cái khu nuôi cá của mình nha các bạn. Đấy, một thùng cá đầy luôn. Và bây giờ mình cùng các bạn thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nha. Ui dù con cá chép nó to kìa. Rồi các bạn ơi, đây các bạn. Đây là cái bể nuôi cá của mình nha. Các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn không nào. Bên trong cái bể này có cá các bạn nhá. Báo cá đây này. Đấy, cá đấy. Nhiều nhá. Đây cá đấy, con cá chép nhá, xịn luôn. Thôi. Đây. Cái ngôi nhà này là ngôi nhà dành cho zombie nhá. Đấy zombie kìa. xịn luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình cùng thả cá nào các bạn ơi. Một thùng cá đầy cơ mà. Rất là nhiều những con cá koi siêu to khổng lồ các bạn ơi. Cá koi thuộc loài cá cảnh nhá. Toàn những con cá cảnh siêu to khổng lồ thôi. Đây. bự ơi. Đấy, cá chim này. Wow. Ái chà chà, hôm nay mình chơi lớn luôn các bạn ơi. Ta đào bắt cá cho các bạn xem luôn nha. Đây các bạn ơi. Ui dùi ui, có rất là nhiều những con cá chê to bằng con heo luôn các bạn ơi. Đấy, và bây giờ chúng ta cùng bắt cá chê nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, một con cá chê rồi nha. Ui, này. Ui, con cá chê mà to bằng con heo đây các bạn này, nó rất là lớn luôn nha. Cá chê nó có cái màu trắng này các bạn này. Cá chê bạch cạn đây. Đấy, ui. Chà, bự thế nhỏ. Ơ kìa, bự rất là giỏi luôn. Các bạn ơi, cá chê thuộc bộ cá da trơn này bắt rất là trơn luôn nha. Đấy các bạn ơi, sau một khoảng thời gian vật lộn thì mình đã bắt hết những con cá chê này rồi nha. Bắt hết vào cái thùng này đựng cá các bạn. Bây giờ mình sẽ đem cá về cái bể nuôi cá của mình nha. Đây các bạn. Nuôi cá của mình nhiều nha các bạn ơi. À, cái bể nuôi cá của mình có mấy nghìn con các bạn, mấy vạn con cá chê luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bơm nước vào nha. Mình bơm nước vào cho cá con nó thở các bạn.
Đấy, chị Năm, rồi mình sẽ cho con cá chê này ăn nha các bạn. Đấy, nước đang chảy nha. Đẩy cá chê này các bạn ạ. Ôi, xịn luôn. Rất là nhiều luôn các bạn. Một bể cá chê đầy cơ mà. Rất là nhiều những con cá chê siêu to khổng lồ các bạn ơi. Đấy, con cá lóc đây này. Đấy, xịn to luôn. Rồi các bạn ơi, đây con này con gì đây? Ui, xịn luôn. Tôm càng bỏ luôn. Rồi, tôm càng xanh luôn. Cua hoàng đế rất trời rất là nhiều luôn. Ôi sờ cây, rồi các bạn ơi, rồi và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhỉ. Các bạn thấy mình bắt được nhiều cá chê không nào? Rất là nhiều cá chê luôn các bạn, những cá chê siêu to khổng lồ đây này, to lớn luôn, bự luôn. Rồi và bây giờ chúng ta cùng đi bắt cá nữa các bạn ơi. Ok bạn ơi, đi nào. Ok, let's go. Ok, let's go bạn ơi. La 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 la, tinh tinh rồi các bạn ơi. Ái chà chà, con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá coi nhá, con cá coi bướm ấy các bạn ơi. Cá coi nó có rất là nhiều loài nhá. Ấy, con cá coi bướm với một con cá chép nhá. Ui dùi ui, con cá này có cái bụng tròn xuyên như con heo luôn đây này. Xịn xò con bò thế nhỏ. Ok, ách chà chè, một thùng cá rồi các bạn. Ồ, bây giờ mình sẽ đi bắt thêm nhá. Đấy, ui dùi ui, con cá này bơi giỏi thế, đẹp đây này. Ô kìa, ô kìa. Ái da da, xịn xò con bò thế nhỏ. Ok, đấy các bạn ơi, cá coi bướm nhá. Con cá này có cái màu cam của cái củ cà rốt đây này. Mà cái con thỏ thích ăn đấy các bạn. Ok, xịn xò nhá. Rồi, hai con cá rồi nhá. Mình bắt thêm được hai con cá nữa rồi các bạn. Ôi ui ui, là la 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 các bạn ơi, bên trên này còn đầy cá đây này. Ui dù ui, con cá này. Cá coi nhá các bạn. Đấy, con cá coi siêu to khổng lồ đây này. Ui ui, con cá cảnh siêu to khổng lồ. Các bạn ơi, cá coi thuộc loài cá cảnh nhá, cho nên là cá coi nó có rất là nhiều màu như vậy các bạn. Con cá này có cái màu trắng đây này. Ui dù ui. Ai à, mình cứ bị thích con cá này các bạn. Đẹp đây này. Có cái màu trắng luôn nhá. Xịn xò con bò luôn. Ấy da. Bà con, mình bắt thêm được ba con cá rồi các bạn. Ui dùi ui, bên trên cái mương này vẫn còn đầy cá đây các bạn này. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá. Con cá gì đây, đẹp đây này. Con cá này là con cá ba đuôi các bạn ơi. Ái da da, con cá này có cái màu trắng này các bạn này. Ấy, xịn xò con bò thế nhỏ. Ấy, lại tinh tinh như các bạn ơi. Ấy, rất là nhiều cá đây này. Ái da da, con đây đây này. Cá gì đây các bạn ơi. Con cá này là con cá coi bướm nữa đây này. Ui rồi, một con cá chép nai coi nữa đây này. Con cá chép nai coi này có cái người dài thế. Đấy, cái loài cá chép nai coi thường nó sẽ có cái người dài ngoằng ngoẵng như vậy các bạn. Ok, ui rồi một thùng rồi. Ai chả chả con gì đấy. Con cá coi bướm này lớn như này. Đấy các bạn ơi, to lớn nhá. Đấy, cá cảnh siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn. Đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, rồi mình sẽ đi dọc cái mương nước này để bắt cá tiếp tiếp nhá. Ok, Lego nào bạn ơi. Đấy, cá gì đây. Con cá gì đây nhở? Con cá này có cái màu đỏ đây này. Rồi, cá, ui dồi ui, bên trên cái mương này vẫn còn rất là nhiều cá nữa các. Con cá gì đây nhở? Con cá này là con cá gì nhỉ? Ui dồi, con cá chép nữa các bạn ơi. Có cái màu đỏ đây này. Ấy, giật giật cá mình đẹp thế nhở. Ok, rồi con nhá. Ui, cá gì đây? Ái giật giả. Bơi kìa. Rồi, tinh luôn rồi. Ui dồi, xịn đi. Đấy. Ui, còn nhiều. Còn rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đấy, có một con cá trời im chim nữa kìa. Xịn đây này. Đây, con cá chim này các bạn ơi. Ấy, cá chim này. Ấy, cá chim thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn nhá. Mà nó cứ đẹp như kiểu cá sống ngoài biển khơi đấy. Như kiểu cá nước mặn ấy. Ok. Úi dồi, còn nhiều nhá. Còn nhiều cá các bạn. Ô, bơi kìa, bơi kìa. Ấy, chà chà, xịn xò con bò thế nhờ. Rồi các bạn ơi, mình bắt được con cá chim đẹp đây này. Đấy, ui, một thùng đựng cá rồi các bạn. Rất là nhiều những loài cá khác nhau các bạn ơi. Ok, rồi. Đây này các bạn này. Ui, con cá gì đây? Con cá này là con cá. Ui, đẹp nhá. Ách chà chà, con cá này là cá gì đây? Ui, ui. Còn nhiều các bạn ơi, rất là nhiều những con cá nữa. Con cá coi nữa này. Con cá này có cái xanh nhỏ xinh xinh như này. Ui, xịn nhờ. Đẹp thế nhỏ. Các bạn ơi, còn nhá. Ái chà chà. Rồi, để mình coi xem nào. Ui, cái cá gì đây? Rồi. Ô kìa, con cá này là con cá. Con cá chép coi nữa này các bạn này. Đấy, cá chép coi có cái màu đen luôn này. Ui dồi, xịn. Ái, thật còn nhiều nhá. Ui dồi ui. Xem ra hôm nay mình bắt được thêm rất là nhiều những con cá cảnh siêu to khổng lồ rồi các bạn. Một thùng đây này. Một thùng cá đầy rồi đây này. Rồi, để mình coi xem nào. Cá gì nữa đây? Ô kìa, con cá này đẹp đây này. Con cá ba đuôi nữa đây này. Có cái màu đỏ nữa nhá. Ui dồi, xịn thế nhờ. Các bạn ơi, cá ba đuôi nữa đây này, có cái màu đỏ nữa đây này. Ái da da, dễ thương nhờ. Rồi, để mình coi xem là còn không nào. Ôi, còn rất nhiều nhá. Ui dùi, 1, 2, 3, 3, 4 chú nữa. Ui, các bạn ơi,
Xem ra ở cái mương nước này có rất là nhiều cá nữa đây này. Con cá này cũng đẹp đây này. Ui xịn này. Có cái màu vàng nữa này các bạn này. Đấy cá koi nữa đấy. Ui dù ui xịn nhờ. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Ok cảm ơn các bạn rất nhiều nữa. Xịn nhờ con nhá con nhá. Con cá gì nữa đây. Con cá này là con cá koi nữa này các bạn này. Có hai màu nhá. Đấy ui xịn nhờ. Đấy các bạn ơi. Rất là nhiều cá các bạn ơi. Còn con nữa đây này. Con cá koi nữa đây này. Con cá koi này có hai ba màu nữa đây này. Đấy, toàn những con cá cảnh siêu to khổng lồ quái vật chứ các bạn, để nó bự đây này. Ok, mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem nhá. Ok, đi nào bạn ơi. Ok, ở cái ruộng này các bạn ơi, có rất là nhiều những con cá nhá các bạn. Ui dùi ui. Con cá này, con cá chép koi này. Con cá này có cái màu đỏ luôn nhỉ. Cái cá chép koi các bạn. Cá chép koi các bạn, cá chép koi thuộc loài cá cảnh nhá. Cho nên là cá chép koi nó rất là nhiều màu luôn. Một con cá thôi nhỉ. Ok một con rồi nhỉ. Đấy, các bạn ơi con cá gì nữa đây. Ui ui con cá này là con cá koi bướm nha các bạn ơi. Con cá koi bướm này có cái màu trắng này này. Ui ui xịn xò luôn. Ôi đẹp đây này. Đấy dễ thương nha. Ok bự thi rồi vẫn còn nha. Ai chà con cá này con cá gì đây. Con cá này con cá chép này. Con cá chép có cái màu đỏ này các bạn này. Đấy xịn luôn. Các bạn ơi, con đây nha, con đây cá các bạn ơi. Ui dùi ui, ở cái vũng nước thì còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Xịn lắm các bạn, thì còn cá gì đây. Con cá này, con cá koi nữa này các bạn này. Cá koi thuộc loài cá cảnh cơ mà. Cho nên là cá koi nó rất là nhiều màu như vậy các bạn ơi. Con cá này có hai màu này, màu trắng với màu cam luôn nhỉ. Ui, con cá rể nha. Mình phát hiện ra có một con cá rể nha, rất là to luôn. Nani? Bơi giỏi thế. Rồi, ui ui. Con cá koi mà to bằng con mèo này. Ui nó lớn nhỉ. To lớn thế này. Nó to nó bự thế này. Ui giời xịn nhờ. Ô nó to các bạn ơi. Ui dùi ui nó bự này. To lớn như vậy cơ mà nó to như thế thì đứa làm sao được. Ok con nhá con nhá. Con cá nhá. Ui con cá gì đây. Kinh chá nhá. Con cá trời im chim này các bạn này. Cá chim. Kinh chá này hả. Nước ngọt nha các bạn. Đẹp kinh chá nhá. Biển khơi luôn. Nó rất là đẹp luôn này. Dễ thương nhờ. Ok. Ui nó bự các bạn ơi, cũng lớn đấy bằng bàn tay mình luôn. Ủa con cá gì đây? Con cá này là con cá koi nhá. Con cá koi này có cái màu vàng đây này. Ui màu vàng nha. Ui vàng thế, vàng thế. Rất là nhiều màu vàng luôn. Ui. Vàng quế luôn các bạn. Ok. Rồi, con cá gì đây? Ui. Con cá này là con cá koi đây này các bạn này. Con cá koi này nhiều màu thế. Màu đen, màu cam kia kìa. Rất là nhiều màu sắc luôn. Rồi, còn nhiều cá các bạn ơi. Ấy này, con cá này, con cá gì đây? Ui ui. Con cá này, con cá ba đuôi nhá. Con cá ba đuôi này có hai màu đây này. Rất là xịn xò luôn. Ui, xịn xò con bò này. Cá gì đây? Ui ui. Con cá chép này, to lớn này. Ui, bụng tròn xuê như con heo luôn. Ái chà chà, xịn xò nhá. Ui ui, con nhá. Wow. Ok, ui, mình bắt được một thùng cá nữa rồi các bạn này. Rất là nhiều những con cá đẹp luôn nhỉ. Hai con ốc này, hai con ốc bưu vàng này. Ui đẹp ấy, chúng đang ôm nhau kìa. Xịn luôn. Đấy, hai con ốc đang thơm nhau nhá. Rồi vẫn còn cá đây. Ui, đây rồi, đây rồi. Thủy quái rồi. Đây, các bạn ơi, con cá gáy to lớn này. Con cá gáy này con thủy quái nhá. Ai chà chà, nó to các bạn ơi. Nó rất là bự luôn nhỉ. Đây. Ok, rồi. Ai da. Bơi giỏi thế. Nani? Để các bạn ra là mày. Cá gáy nhá. Thăm ngàn. Đấy các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng nha các bạn. Rồi, ok đấy các bạn. Đây các bạn, một bể cá liền các bạn ơi. Có rất là nhiều những con cá nhá, 1000 con liền các bạn ạ. Ấy, có 1000 một vạn con này các bạn. Ui xin đi. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn cho cá ăn nhá các bạn ơi. Đấy, cá đấy các bạn, rất là nhiều những con cá màu sắc nha. Màu đỏ, màu trắng, màu vàng luôn. Oh các bạn ơi, đang cho cá ăn nhá. Cá đang ăn nhá. Ui, chiu đi. Đấy các bạn ơi, những con cá đang ăn cám nhá. Đấy, ui xịn nhờ. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Osaka, và bây giờ bọn mình cùng đi bắt các con vật dễ thương thôi nhá các bạn ơi. Đấy, cá đang bơi rất là giỏi luôn. Bơi rất tài luôn đấy, cá đây các bạn. Ok, rồi và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn. Ok, let's go nào bạn ơi. Đây, trứng khủng long này các bạn này. Ui ui, để mình coi xem nào. Ai chà chà, xịn nha. Rồi. Ai chà chà, con thỏ nha các bạn.
con rabbit này, con thỏ này. Ui, xịn nha, xịn nha. Nani? Khỏi nha các bạn. Đấy. À, mình sẽ đi xung quanh cái ngôi nhà mình để tìm thú cưng như bạn xem nhá. Con này là con thỏ nha. Con thỏ này thuộc loài thỏ lông ngắn nha các bạn. Có cái màu vàng luôn này. À, xịn không? Thấy thương không? Cute không các bạn? Ồ, sật cây các bạn ơi. À, có con rùa đây này các bạn. Rùa nhá. Con rùa đây các bạn. Ai giật già con dấu du hờn rùa này đẹp đây này. Bự nhá. Con rùa này tròn như quả bóng luôn. À, như quả bóng đá luôn này các bạn này. Con rùa này thuộc loài rùa vẽ đông nhá. Xịn này, có cái bụng màu cam cam luôn đây này, rất là đẹp luôn này. Đấy, xịn sò con dê luôn các bạn. Ok. Ô sực kê. Rồi, con đây này con nào. Kìa. Ai giả xịn sò con bò hết nhờ. Đây này các bạn. Đây là con rùa nhá, con rùa lưỡi đây này. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nhá. Đấy, cái tai của nó có một chút nhá, chấm đỏ đấy các bạn, nên thường gọi là rùa tai đỏ nhá. Ấy cái bạn rùa tay đỏ này đẹp luôn này, xịn xò luôn. Dễ thương nhỉ các bạn. Đấy, chơi người dân luôn. Đây sợ cây. Ui, cá sấu các bạn ơi. Đây này, mình tìm kiếm được có một chú cá sấu nha. Con cá sấu này để mình coi xem. Ai giờ xịn xò con bò đây rồi. Các bạn ơi, con cá sấu nha. Cá sấu thuộc loài cá săn mồi nha. Mà nó đánh đá đấy các bạn ơi. Không đùa nha, bắt thật luôn. Ok. Đấy các bạn ơi, con cá sấu này đẹp đây này. Có cái màu vằn vằn như con rắn luôn. Ui, ai vậy này, nó mới tính được cái đuôi của nó rồi các bạn. Con cá sấu nhá. Xịn nha. Đấy. Thế hôm nay mình bắt được một con cá sấu rồi các bạn. Ui. Ơ kìa. Con này là con gì đây? Con này là con cua nhá các bạn. Con cua này có cái màu vàng này. Đẹp lên này. Con cua các bạn. Cua đấy. Con cua này không phải con cua đồng nha. Con cua này là con cua cảnh nha các bạn ơi. Nó có cái màu vàng đây này. Con cua cảnh màu sắc đây này. Đẹp nha. Ui, hai con liền nhá. Đấy, con này có cái màu vàng này. Ui, xịn xò nhá. Đấy, một con cua rồi nha. Ok, vẫn còn nhá. Đây, con cua này có cái màu đỏ đây này. Xịn nhá. Ui, giời, xịn đây này. Đấy, con cua có màu đỏ đấy các bạn ơi. Bạn ơi, đấy, con cua nó có cái càng sắc cái kiếm luôn các bạn. Đấy, con cua này có cái màu đỏ nhá. Đấy, mình bắt được hai con cua rồi nha các bạn. Đấy, xịn không? Rất là xịn luôn đúng không nhỉ? Ok, vẫn còn nhá các bạn. Ok kìa, con gì đây? Ui, dùi. À, xịn đây này. Con tôm càng xanh nha các bạn ơi. À, tôm hùm à, tôm Malacca. Đây các bạn, con tôm càng xanh nha. Đấy, con tôm càng đỏ đây này các bạn này. Ui dùi ui, con tôm càng đỏ nha. À thế, con cua đây này. Con cua này mình gọi là xịn xò đây này. Con cua này là con cua có cái màu vàng đây này các bạn này. Đẹp đây này. Màu vàng luôn nha các bạn. Đấy, ui con cua đẹp nha. Ui xịn nhờ. Các bạn ơi, ba con cua rồi nha. Hai con tôm. Ui, con gì đây? Ui, con này con nhện nha các bạn ơi. Con nhện siêu to khổng lồ đây rồi. Con nhện quái vật luôn các bạn ơi. Ui, kìa. Con nhện nó vừa để con kìa. Đấy kìa, xịn nha. Đấy các bạn ơi, con nhện đây này. Con nhện con này. Ui, con nhện siêu to khổng lồ đây này. Xịn không, các bạn ơi, con nhện nha. Đấy, con nhện các bạn ạ. Con nhện siêu to khổng lồ nha. Đây, con ốc sên này các bạn này. Đây là các bạn này. Lát nữa mình sẽ cho cá ăn cho các bạn xem ha. Rồi vào đây. Ui. Cái đầu khủng long à, bên trong cái đầu khủng long này có cá nha, có cá, báo cá nha. Đây các bạn ơi, báo cá nha, đây này, cá này, con cá này là con cá gì đây? À, xịn này này, con cá beta nha các bạn. Đấy, cá beta thuộc loài cá cảnh nha, cái đuôi kìa, đẹp ấy, có cái màu bã trầu luôn này. Đấy, cái cá beta đây các bạn. Ok, vẫn còn một con cá beta nữa để các bạn này. Đấy, xịn không? Rất là xịn xò luôn đấy các bạn. Đây này, cá beta này chạch Mexico nhá. Đấy, xịn không? Rất là xịn luôn đấy các bạn. Ui, xịn nhá. Ok, còn nhá. Đây các bạn, còn con cá gì nữa đây? Ok à, xịn này, còn con cá gì nữa? Con chạch, cá chạch các bạn ơi, cá chạch Mexico nhá. Đây. Ui, xịn này. Đấy. Rồi, ok các bạn, này các bạn ơi. Hôm nay mình bắt được một cái bể cá đầy luôn đấy các bạn này. Và bây giờ... Vịt nhá các bạn ơi, bắt được nhà nhá. Ok. Ai còn có nhà các bạn ơi. Con nhà non con chít đây các bạn. Xịn ơi, con nhà con nhá. Con nhà non mới được lở ra trực cưới trong quả trứng. Thì nó có hình hài nhỏ nhỏ như vậy các bạn. À, đẹp hay, con này đẹp hay này. Ok, nhà con này, con này. Con vịt này các bạn ơi, vịt con này. À, vịt các bạn. Con vịt mới được lở ra từ trong quả trứng thì nó cũng có hình hài như vậy các bạn, nó có cái màu vàng này các bạn, đẹp ấy. Ok, ôi xịn ấy. Đấy các bạn ơi, còn nhá, còn rất nhiều vịt này các bạn. Đấy, một con vịt mà xuề ra hai cánh nữa các bạn ơi. Ok, các bạn, đẹp không? Đây còn rất nhiều nhá, còn rất là nhiều vịt con với gà con nữa các bạn. Đấy,
Đấy, dễ thương à. Ui cho con nhá. Đấy các bạn, con gà đó các bạn này. Đây gà này các bạn này. Con 3-4 con gà con này các bạn này. Đấy, con gà này có cái màu vàng cát này. Đấy, gà con non ton chip chip đấy các bạn. Con gà nó cũng biết bay như con chim đại bàng nhá. Nhưng mà bọn này nó mấy là lở trong quả trứng các bạn, cho nên là nó không biết bay nhá. Nó có cánh cơ mà. Đấy, gà con đây các bạn. Ok, ơi, xinh không? Phải dễ thương các bạn ơi. Ok, bạn ơi. Rồi, mình bắt được một giỏ rồi này các bạn này. Một giỏ gà vịt rồi nhá. Đấy, một ủa vẫn còn này. Ui ui. Con gà này có cái màu lâu cà phê này, đẹp ấy. Dễ thương nhá. Ồ, đáng yêu đấy. Ok, cú tê nhỉ. Ok, rồi, let go bạn ơi. Chúng mình đi tìm kiếm thú cưng đi nhá các bạn. Ok. Rồi, đây một giỏ gà với vịt này các bạn này. À đúng rồi. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ đem con vịt đi nhá. Này, thả xuống cái bể cá các bạn ơi. Mình bắt và thu thập được rất là nhiều những con cá màu sắc đấy các bạn ơi. Cá koi kìa. Cá chép kìa. Rồi, bây giờ mình sẽ thả vịt xuống nhá. Cho vịt con bơi cùng cá vàng nhá. Đấy, sau một khoảng thời gian bơi lội thì nó đói các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vịt ăn nha các bạn xem này. Đây, vịt này các bạn này. Hai con vịt nhá. Hai con vịt này rất là thích bơi cùng cá cho nên là mình cho hai con vịt này ở trên cái bể cá các bạn. Đấy, kìa kìa. Vừa được bơi cùng cá này còn được ăn. Ôi, xịn nhá, xích nhá. Ôi, xin chó con bò nhá các bạn. Đấy, vịt đấy. Vịt đang ăn nhá. Vịt đang ăn này cả. Ôi, kìa xịn nhá. Ăn đi. Ăn nhiều vào thì nó mới xinh. Ôi, ôi. Rồi, ok. Đây, vịt với ngỗng các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều những con vịt với con ngỗng nhá. Xịn nè. Đấy các bạn ơi. Ui dồi ui. Đây con ngỗng này các bạn này. Con vịt nhá. Đây con vịt con. Mới được nở ra thì từ trong quả trứng. Ui xịn nhá. Ui nhiều nhá. Ui xịn nè các bạn. Đấy con ngỗng con vịt này các bạn này. Đẹp nhỏ. Đấy đây con ngỗng này. Ôi còn rất nhiều các bạn ơi. Đấy. À bây giờ chúng ta cùng đi bắt vịt bắt ngỗng nha các bạn. Xịn đấy. Ok đấy đấy. Con ngỗng này. Đấy. Ui con vịt trời. Đấy là già. Đấy còn nhiều nhá các bạn ơi. Ở cái vườn cỏ này có rất là nhiều vịt vì ngỗng nó mới được nở ra đấy các bạn. Mới được nở ra trong quả trứng thì nó có nhỏ như vậy các bạn. Ui xin nhờ. Ok đây các bạn ơi, còn nhiều nhá. Đây cả hai con này. Ui ui nhiều quá. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Còn nhiều nhá các bạn, có rất nhiều những con vịt và con ngỗng này. Ui ui. Ai chà chà con gì đây. Ai chà chà. Con ngỗng đang ăn rau. Ok kìa xịn đấy. Vịt quạc các bạn. Quạc đấy. Ui xịn đi. Ui một giỏ rồi. Một giỏ vịt với ngỗng rồi các bạn. Xịn nhờ. Con đây này. Còn 2-4 con nữa. Ôi. Ôi kìa. Xịn đi. Này còn con này. Con này màu vàng. Ui còn 3 con nữa đây này. Còn 3 con nữa nha các bạn. Ui xịn nhờ. Đây các bạn ấy. Đấy. Ui 3 con nữa. Rồi đấy 3 con nữa nha các bạn. Hai con này đẹp thế này. Ok kìa. Chip. Ở nó chip vào này. Ui xịn đi. Ấy, con nhá. Con thỏ ở kia, con thỏ ra ngoài rồi đây. Ui xịn đi, con thỏ này các bạn. Con thỏ này thuộc loài thỏ lông ngắn nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ đem hết những con vịt với thỏ mang về nhá. Ok, đây này, một giỏ luôn các bạn này. Rồi, đây là những con vịt các bạn ơi. Những con vịt này đang bơi dưới nước các bạn ơi. Vịt con cá vàng bơi nhá. Rồi, let go các bạn ơi. Con gì đây. Ui. Xịn thò nha, xịn thò con bò các bạn ơi. Con này là con rùa nhá các bạn. Con rùa này để mình coi xem thuộc loài gì nè. Các bạn ơi, con rùa nhá. Con rùa này đẹp đó này. Hello các bạn rùa nhá. Ok. Các bạn ơi, con rùa này có cái mai màu vàng luôn nhá. Để mình bắt xem là thuộc loài gì nè các bạn. Đẹp đây này. Ui xịn này. À đây rồi. Các bạn ơi, con rùa này thuộc loài rùa tay đỏ nhá các bạn. Rùa tay đỏ có cái mai màu vàng đây này. Đẹp đây này. Xịn nha. Đấy các bạn ơi, rùa nhỉ. Đấy, dễ thương không các bạn ơi. Ok. Đấy, rùa tay đỏ các bạn ơi, có cái mai màu vàng nhỉ. Đấy, xịn xò thế nhỏ. Ok. Đấy các bạn ơi. À là hello rùa nhỉ. Hello các bạn rùa nhỉ. Ok. Xịn nhá. Rồi các bạn ơi, chúng ta bây giờ đi bắt và tìm hiểu những loài cá nhá. Các bạn ơi, con cá này các bạn này. Cá đây. Ui xịn này. Chà, con cá này là con cá koi nhá. Con cá koi bướm này có cái màu vàng này. Ui xịn này. Ai đẹp nha. Con cá này xinh. Ui, còn rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Oh my god. Wow. Ai giờ già đẹp ấy. Coi xịn xò ấy. Ok các bạn, mình bắt được một con cá rồi nha. Ai chả vẫn còn đây này. Vẫn còn rất nhiều những loài cá các bạn ơi. Con cá này, con cá koi. Con cá koi này có rất là nhiều màu sắc này các bạn này. Đấy, con cá koi này có hai màu nha. Ấy ui xui, xịn nha. Ok. Đấy, mình bắt được hai con cá rồi nhỉ. Ai con cá này xinh nhỉ. Có cái sai nhỏ xinh này. Ấy, mình bắt được hai con cá rồi nhỉ.
Ok, let's go nào. Mình sẽ đi dọc cái mương này bắt cá tiếp nhá. Ui. Ai già già, con cá này là con cá koi nữa đây này các bạn này. Con cá koi này có cái màu tím. Ui xịn đi. Ui. Còn nhá. Còn rất là nhiều những con cá to luôn các bạn ơi. Ui. Đây là con cá có cái màu đỏ này là con cá chép nhá. Đây con cá chép đỏ đây các bạn này. Ui xịn đi. Ai già già, bơi cũng giỏi đấy. Ồ bạn ơi, mình bắt được 3 con cá rồi nha các bạn. Đây con cá này đẹp này, có cái màu đỏ nữa nhỉ. Ấy, ok. Ok. Đấy, 3 con cá rồi nha. Xịn thôi, con bò luôn. Ok. Rồi. Ui ui. Đây con cá này bơi lên trên này rồi này, con cá koi này các bạn này. Đây con cá koi này đẹp này. Ui. Còn nha, còn nha. Còn rất nhiều các bạn này, trên này còn một ổ nữa đây này. Ui. Đây là, bơi giỏi thế. Ok bạn ơi. Đấy. Đây các bạn này. Ui xịn nhá. Đây con cá này bơi giỏi quá. Con cá này là con cá koi nhá. Con cá koi này có cái màu tím mộng mơ luôn. Ok. Rồi, đấy các bạn ơi. Mình bắt được rất nhiều những con cá rồi các bạn. Đây còn 2 con đây này. Ui bự này. Đấy con cá này con cá chim nhá các bạn. Con cá chim này có cái dây màu đỏ luôn đây này. Đẹp cứ như kiểu cá sống ngoài biển khơi luôn. Xịn nhỏ. Đấy các bạn, cá chim đấy các bạn. Ok. Rồi, vẫn còn nhá, vẫn còn. Ui ok. À giờ nhảy cũng rất là giỏi luôn. Ok. Rồi các bạn ơi. Cá chim nhá, cá chim này. Ui xịn này. Ô, có cái hàm răng rất là sắc luôn đấy các bạn. Cái chim này có cái vây màu đỏ luôn này. Đẹp nhò. Ok. Ui dùng một thùng đựng cá rồi các bạn. Ô, con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá ba đuôi nhá. Có cái màu xanh ngọc bích đây. Ui xịn xò con bò luôn. Có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Ok. Đấy các bạn ơi. À, mình bắt được một thùng cá rồi các bạn. Ui. À chà chà. Bên trên cái mương này vẫn còn rất là nhiều cá luôn các bạn ơi. Đây cá nó đây này. Ui 1, 2, 3. 3 con cá rất là to luôn nha. Siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đây là những con cá cảnh siêu to khổng lồ này các bạn. Con cá này thuộc loài cá coi bướm nhá các bạn. Ui xịn nè. Cá coi bướm này. Ok. Đó xịn không các bạn. Cá coi bướm rất là đẹp luôn. Có cái màu cam của cái củ cà rốt. Mà con thỏ thích ăn nhá. Ok. Lát nữa mình sẽ đi bắt rất là nhiều thỏ các bạn xem sau nhá. Rồi vẫn còn các bạn ơi. Đây con cá coi bướm có cái màu trắng này các bạn này. Con cá này siêu to khổng lồ đây rồi. Bự nhá. Bự này bự bự này. Ồ nó to các bạn. Rất là bự luôn nhá. Ui có cái màu trắng luôn này. Đấy. Wow, xịn nhỏ, to nha, to lớn. Ok các bạn ơi, con cá này khỏe, một thùng cá đầy rồi các bạn ơi. Nãy nữa mình sẽ đem những con cá này mang về cái bể nuôi cá của mình sẽ thả lại và mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Ok, đây con cá này là con cá coi bướm có cái màu vàng này các bạn này, to lớn đấy này, nó bự nha. Đấy các bạn này, siêu to khổng lồ lên các bạn, nó to, có cái màu vàng luôn nhỉ. Đấy các bạn ơi, đấy, mình bắt được một thùng cá rồi các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi bắt cá tiếp nha các bạn ơi. Ok. Ấy một thùng cá đầy luôn này các bạn. Con cá này bự này, khỏe nữa. Rồi, ok. Rồi, ok đi nào bạn ơi, chúng ta đi bắt cá tiếp nhá. Rồi, let's go bạn ơi đi nào. Let's go. Ok, let's go. Đây, bắt cá các bạn ơi. Cá này các bạn này. Có rất là nhiều những con cá nhá. Có rất là nhiều những con cá koi này. Cá chép này, cá chim này các bạn, cá ba đuôi này. Rồi, cá thần tiên, cá bảy màu nữa nhá. Các bạn ơi, đây cái thùng đựng cá của mình đây này. Rồi, và bây giờ chúng ta bắt cá các bạn ơi. Con cá đầu tiên này là con cá koi nha. Ui nó bự này các bạn này, siêu to khổng lồ luôn. Cá koi thuộc loài cá cảnh nha. Cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu luôn đấy. Mấy bạn ơi, ok. Đấy cá koi nha, rồi một con rồi nha. Vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Đây, con cá này là con cá chép này. Con cá chép này có cái màu rực rỡ thế nhá. Màu đỏ nha. Ôi xịn này, 2 con cá rồi nha. Rồi con cá koi này đẹp đây này các bạn. Có cái size nhỏ xinh này, dễ thương này, cũng tê. Ui con cá màu vàng này, đẹp đây này. Con cá koi có cái size cute xinh nhỏ này. 3 con, 4 con cá rồi các bạn ơi. 4 con rồi nha. Ui còn rất nhiều nha. Đấy, cá gì nữa đây? Ok hả? Con cá này đẹp đây này. Con cá này là con cá diếc nha các bạn. Cá diếc đây này, xịn này. Ui còn nhiều nha các bạn ơi. Còn rất nhiều những loài cá khác nhau nha. Ấy con cá chép này đẹp đây này. Ui ai à. Con mèo này, con mèo lông xù này rất là thích đi bắt cá với mình nha. Đây này. Xịn không? Con mèo cute nha. Có con cá chép này đẹp đây này các bạn. Có cái màu đỏ nữa nhỉ. Đấy cá chép đấy các bạn. Rồi vẫn còn rất là nhiều những loài cá nhá các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Ok cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Con cá này con cá gì nhỉ. Con cá này con cá tàu ngầm này. Đấy, cá dọn bể đấy các bạn ơi. Hay thường gọi là cá tàu bay đấy. Đấy xịn xò không. Ui một thùng cá rồi các bạn ơi. Còn nhiều nhá. Đấy, con cá này xịn này. Con cá này là con cá hồng kết vàng nhá các bạn ơi. Cá hồng kết vàng nhá. Có cái màu vàng luôn này. Ui đẹp hơn cá rô phi rất là nhiều luôn đấy các bạn. Cá hồng két vàng nhá. Ok. Ui một thùng cá rồi các bạn ơi. Vẫn còn nha. Ơ kìa.
Ấy con bé mèo này xịn đấy, dễ thương này. Đáng phụ mình bắt cá đấy các bạn này, con cá này là con cá hồng kết vàng luôn này các bạn này, rất tuyệt vời luôn đi. Con cá hồng kết vàng nhá. Đây, con cá này con cá gì nhở? Con cá này con cá chép luôn này các bạn này, cá chép luôn đây. Ui, có cái màu đỏ nữa nhá. Ui dùi ui, một thùng đựng cá rồi các bạn. Rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá. Đây vẫn còn nữa đây này. Ui, cá gì đây? Con cá này là con cá chép này các bạn. Cá chép này đẹp đây này, có cái màu đỏ nhá. Cái đầu tròn tròn như con heo luôn kìa. Dễ thương nhá, xịn sò nhá. Ok. Rồi, một thùng cá rồi nhá. Rồi, vẫn còn nhá. Đây, cá rô phi này các bạn này. Con cá này con cá rô phi nhá. Rô phi đi các bạn. Ok. Có cái màu xanh luôn nhá. Cá rô phi đột biến này. Rồi, cuối công chuyện đây rồi. Con mèo kia đang làm gì kìa? Ơ kìa, xịn sò hết nhở. Ơ kìa. Ơ bạn ơi. À, mình sẽ đi bắt cá tiếp nhá. Ok. Lên cô nào. Ôi, mình con. Ui, vẫn còn nha. Để bạn ơi, ở đây có, ở chỗ này các bạn, có rất là nhiều bèo nha. Và ở dưới cái lớp bèo có rất là nhiều cá luôn nha. Ui trời ui, to lớn lên này. Nha. Ui trời ui, nhiều nha, nhiều nha. Ai chà chà, con cá coi đây này. Ui trời ui, con cá coi to bằng con mèo đây này. Bự nhờ. Ok, đây các bạn ơi, cá coi ấy, to lớn nha. Ui trời ui, đây này các bạn. Ai chà chà, có cái màu cam, màu trắng, màu đen kìa. Đấy, cá coi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha. Cho nên là cá coi nó có nhiều màu như vầy ấy nha các bạn. Rồi, đây con cá gì đây? Ui, con cá chép này to đây này. Con này phải 5kg các bạn ơi. Ai chà chà, to lớn nha. Ok ạ, đấy bạn ơi, cá chép to lớn. Ok, rồi vẫn còn nha. Vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Ê, đi. Cái gì đây? Con cá này, con cá chép này nha các bạn. Cá chép có cái màu đỏ luôn nhỉ. Ui dùi, xịn sò con bò thế nhỏ. Rồi vẫn còn nhá. Con cá quay người dài dài này thuộc loài cá chép lai coi nhá. Đấy, cá chép lai coi thường nó sẽ có cái người nó dài dài hơn cá chép các bạn ơi. Đấy, gọi là cá chép lai coi nhá. Ok. Ô vẫn còn nhiều nhá. Để mình coi xem nào. Rồi. Ui, cá gì đây? Ái chà chà. Cái con cá này là con cá chim nhá. Cá chim đấy các bạn. Cá chim nhá. Cá chim nặng dưới nước nhá. Rồi, to nhá. Các bạn ơi. Chị nhà một thùng cá đây rồi bạn ơi. Đấy, một thùng cá đây rồi nha. Xem nào. Vẫn còn các bạn ơi, vẫn còn rất nhiều đây này. Con cá này là con cá gì đây? Con cá màu đỏ này là con cá chép lai coi nha. Đấy, xịn sò nha. Rồi, xịn sò con dê luôn. Rồi, đây các bạn ơi, vẫn còn cá chép đây này các bạn này. Cá chép đỏ đây. Cá chép đỏ này các bạn, cá chép vàng. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Rồi, tình hình là ở đây mình tìm kiếm thấy có một cái quả bóng này các bạn này. Rồi, đây, quả bóng này. Quả bóng màu xanh nha, và bây giờ mình sẽ đem cái quả bóng này cùng con cá này các bạn ơi. Mang về cái bể nuôi cá của mình nha. Ok, đấy một thùng cá đầy luôn. Rất là nhiều những loài cá khác nhau các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đem hết những con cá này mang về cái khu nuôi cá của mình. Rồi các bạn ơi, đây cái bể nuôi rùa của mình các bạn ơi. Đây, cái bể nuôi rùa của mình nha. Đấy, con ốc đây các bạn ơi, con ốc màu vàng luôn nha. Đấy, con ốc vàng nha. Rồi, đây rùa đây. Vàng. Con nhá. Con rùa nhá, còn rất nhiều những con rùa nhá. Đây này. Úi giời, con rùa đấy mới đẹp đây này. À, đẹp không đẹp. Xịn đây xịn đi. Đấy, con rùa nhá. Con rùa không phải con ba đâu nhá các bạn. Con rùa xịn đấy nhá. Rồi để mình coi xem là con gì không nào. Ok kìa. Rồi, con ốc đấy. Rồi. Ô con mèo này. Được xem nào. Rồi. Ô kìa. Rồi, vẫn còn các bạn này. Cá sấu. Đây là con cá sấu các bạn này. Đây này. Ui. Con cá sấu nhá. Đấy cá sấu của ui, ai chà chà. Cá sấu thuộc loài cá săn mồi nhá. Xịn sò con bò nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ thả hết những cái con cá này vào cái bể nuôi cá của mình nhá các bạn. Đây là cái bể nuôi cá của mình để các bạn này. Đấy các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn sò không nào? Rồi và bây giờ già xịn sò đây này. Ui. Ai chà. Con này là con nhện nhá các bạn. Con nhện siêu to khổng lồ đây này. Ui. Bự đây này. Ô bạn ơi con nhện nhá. Con nhện siêu to khổng lồ luôn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại chỗ cá nhá. Bây giờ mình sẽ thả hết những con cá vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Ở đây các bạn, một thùng cá luôn. Và bây giờ mình sẽ phân loại nhá. Mình sẽ phân loại những con cá to thì mình sẽ thả vào bể lớn, còn những con cá nhỏ thì mình sẽ thả vào bể nhỏ các bạn ơi. Đấy một thùng đựng cá luôn. Con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá coi này các bạn này. Cá coi đây. Đấy, cá coi nhá. Ok, thả vào đây nào. Đấy, úi xôi. Cá vàng bơi nhá các bạn, cá vàng đang bơi nhá. Rồi đây này các bạn này, một thùng luôn. Và có rất là nhiều những loài cá khác nhau nhá các bạn. Đây này, con cá hồng kết vàng nhá.
Đấy, cá hồng kết vàng nhá. Rồi, cá gì nữa đây? Ồ, con cá này con cá gáy này, cá gáy đỏ luôn, cá gáy có cái màu đỏ luôn. Cá chép nai coi này. Rồi, cá gì nữa đây? Cá chép này, cá coi này. Cá rô phi. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá màu sắc và rất là nhiều những loài cá khác nhau các bạn ơi. Còn nhá, còn nhá. Đây cá gì đây? Rồi, con cá này là con cá coi nữa này các bạn ơi. Cá coi nữa đây này. Xịn nhờ. Rồi, vẫn còn nhá, vẫn còn nhá. Đây con cá gì nữa đây? Ủa, ơ kìa. Ái chà, các bạn cùng quan sát cho con mèo. Con mèo kìa. Ái chà, dạ, xịn nhá. Con mèo mèo nhá. Rồi. Tới công chuyện này các bạn, con mèo nó cũng xuống đây để xem là mình thả cá đấy các bạn ơi. Ok. Ơi. Rồi. Thả hết cá vào đây nhá. Đây các bạn ơi, con hồng kết vàng này. Cá hồng kết vàng này. Ơi, xịn không? Rồi, con cá chép này, cá chép này đẹp đây này. Ok. Ái chà chà. Con gì nữa đây? Cá coi nữa đây này, cá chép này, cá chim này. Đúng rồi. Cá gáy màu xanh nữa các bạn ơi. Có con cá gáy màu xanh nữa nhỉ? Rồi, xịn nha. Đây con cá gì đây? Cá coi nữa đây này các bạn này. Cá coi nữa đây. Rồi, còn nha, còn rất nhiều các bạn ơi. Rồi, cá gì nữa đây? Rồi. Cá coi này, con cá coi này to lớn đây này. Đấy, ui dùi nó bự kìa. Siêu to khổng lồ luôn. Đấy, bự không? To lớn không nào? Rồi, đây con cá gì đây? Con cá coi nữa đây này, cá chép nai coi nhá. Có cái màu đỏ nữa đây này. Ơi xịn không? Các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn xò con bò không nào? Rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Đấy, thả hết vào đây nha. Thả hết vào cái bể nuôi cá của mình nha. Con cá rô phi đơn tính này. Đây, cá rô phi đơn tính nha các bạn. Có cái màu tím luôn đây này. Ai chà chà, ở bụng nó có một chút màu hồng luôn kìa. Ui, xịn nhá. Xịn đấy. Ok. Rồi, còn nhá. Đây để các bạn này. Ồ, xịn không? Còn nhiều đây này cơ mà. Còn rất nhiều. Cá gáy này, cá gáy màu xanh này các bạn này. Đấy, cá gáy đột biến có cái màu xanh luôn nha. Đấy, toàn cá đột biến đấy các bạn ơi. Xịn xò luôn đúng không nhỉ? Vẫn còn nhá. Rồi, cá chép này. Con cá chép này to lớn đây này. Ui dùi, ui bự đây này. Sư ta khổng lồ luôn các bạn ơi. Còn nhá. Còn rất nhiều cá đẹp các bạn ơi. Đấy, cá gáy màu xanh này. Cá gáy một cái màu xanh như vầy đấy các bạn, đẹp không? Đấy, cá gáy đây. Rồi, vẫn còn nhá. Ai chà chà, còn cá chim này bự đây này. Đấy. Ui dùi, cá chim bự không? Ui. Đấy, cá chim đấy các bạn. Ai chà chà, to lớn không? Rồi. Ấy chà. Xịn nha. Đấy, cá chim đấy các bạn. Cá gì đây? Rồi, cá chép nai coi có cái màu đỏ nữa đây này. Xịn nha. Ơi cá chim đây này. Hai con cá chim các bạn ơi. Hai con cá chim nha. Ấy chà chà. Con cá giọt bể này. Cá tàu ngầm này. Đấy, cá giọt bể, cá tàu ngầm này các bạn. Ấy già già. Xịn cho nhá. Úc kìa. Xịn nha. Rồi, vẫn còn nha. Con cá này, con cá gì đây? À, con cá giếc này các bạn ấy. Cá giếc đây. Ô, xịn nhờ, cá giếc các bạn. Con cá chê. Đúng rồi, hôm nay mình bắt cho con cá chê. Cá chê đây các bạn. À, cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá. Cá chê này các bạn này. Đẹp không? Cá chê đấy. Cá chê thuộc bộ cá da trơn đấy các bạn. À, được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, cá chê nhá. Ok, thôi. Xịn đấy, con cá chê này có sai nhỏ nhỏ nhá. Lát mình sẽ đi bắt những con cá chê siêu to khổng lồ cho các bạn xem sau nha. Ok, con cá rô đây này các bạn này. Đấy, ui xịn nhá. Ấy chà chà, đây các bạn này. Đấy, các bạn thấy mình có bắt được cái nhờ những con cá màu sắc nào. Ok rồi, chúng ta đi tìm kiếm thú cưng đấy nhá các bạn. Let's go. Ui dùi ui. Con này con. Oh my god. Con ếch kìa các bạn. Con ếch kìa. Rồi, thế các bạn ơi, chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nữa nào các bạn. Con cá. Ok. Ui dùi ui bạn ơi. Con rùa nhá. Ui. Ấy già già xịn nhá, con rùa với em con ếch các bạn ơi, con rùa này. Đấy, con rùa nhá, con rùa này thuộc loài rùa vẽ đông các bạn ơi. Ồ, thì ra cả hai cái bạn rùa ếch đang chơi đùa với nhau. Đúng không? Con rùa vẽ đông các bạn ơi, rùa vẽ đông xịn nhá. À, xịn chó con bò thế nhờ các bạn, để con rùa vẽ đông nhá. Ok, ui, nó có cái mai màu cam nơi kìa, đẹp nhờ, dễ thương nhá. Đấy các bạn ơi, con rùa nhá. Ok. Một con rùa rồi, con ếch thì các bạn này. Con này là con ếch nhá. Con ếch hay thường gọi là con pong pong các bạn. Pong 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 pong. Con pong pong này đẹp quá các bạn nhỉ. Đấy con ếch ấy, đôi mắt đẹp quá kìa. Dễ thương nhá. Ok, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm rất là nhiều những con ếch nữa nha các bạn. Rồi, let's go nào các bạn ơi. Mình đi nào các bạn ơi. Ok, let's go nào. Mình sẽ đi dọc cái mương này xem là còn con ếch được không nào. Đây, ếch này. Ui. Xịn nha con ếch này. Ok à, chơi kiếm tìm cùng kỹ đấy. Rồi, để mình coi xem nào. Các bạn ơi, con ếch nhá. Để con ếch đây này. Đấy, có cái màu xanh xanh luôn. Đẹp nhờ, dễ thương ấy.
ếch đi các bạn. Ok, rồi lấy câu bạn ơi, chúng ta giờ đi đem những con ếch con rùa mang về nha các bạn. Đây các bạn ơi, là đây là cái khu nuôi rùa và ếch của mình nha. Ôi con mèo kìa, ui xịn đi nhờ. Đấy các bạn ơi, ở trong cái bể này các bạn, mình thả hết rùa với lại ếch xuống đây rồi các bạn. Đấy, ui con cá sấu nha, con cá sấu này. Rồi rùa đây các bạn này, đấy rùa xịn đi. Đáng yêu, ui dễ thương thế nhờ, đáng yêu là đấy. Ok, ô bạn ơi đấy, con rùa nhá, rồi đáng yêu đấy các bạn ơi. Ok, rồi con nhá. Con rùa nhá các bạn, con rùa đây này, rùa vẽ đông đây này. Ui dùi ui, xịn xò đấy nhờ, đáng yêu đấy nhờ. Các bạn ơi, đấy, rùa vẽ đông đấy, thường tập trung sống, sinh sống ở miền Đông Bắc Mỹ các bạn này. Đấy, rùa vẽ đông nhá. Rồi vẫn còn này, con cua này, con cua hoàng đế này các bạn này. Đấy, con cua nhá. Ui xịn đi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm thú cưng đấy nhá các bạn ơi. Rồi, let's go nào. Đi tìm kiếm con rùa siêu to khổng lồ nhá các bạn ơi, let's go nào. Phải rùa common nhá các bạn. Rùa common có cái size siêu to khổng lồ sleeping luôn các bạn. Rùa common sleeping nhá. Đây này. To lớn nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Các bạn ơi, con rùa này nó đi ra đường quốc lộ nhá. Đang coi. Ui dù nó to nhá. Các bạn cùng quan sát nhá. Đây, các bạn ơi. Đi xuống cái ao hồ đấy các bạn ơi. Đấy, nó to các bạn ơi. Okay. Yeah, các bạn ơi, ui dùi ui, thì ra là cái bạn rùa này ra đây rồi. Con rùa các bạn ơi, ui dùi, con rùa này lớn đấy này, to lớn nhỉ. Rùa common các bạn ơi, rùa common nhỉ. Rất là to đấy các bạn ơi, rùa common này thường gọi là rùa common cá sấu các bạn ơi. Ui dùi ui, rắn các bạn ơi, hôm nay mình chơi lớn luôn nhỉ. Có hai con rắn độc các bạn ơi, hai con rắn độc lạ luôn nhỉ, độc lạ Bình Dương luôn. Ồ các bạn ơi, hai con rắn này là hai con rắn hổ mang nhá. Rắn hổ mang các bạn, rắn độc nhỉ, chơi luôn, chơi lớn luôn, bắt rắn độc luôn các bạn ơi. Đấy, rắn nhá, có cái màu đen xì, màu đen như màu đen luôn. Ui, anh ra ra. À, hai con rắn này các bạn, hai con rắn hổ mang chì nhá các bạn. Đấy, nó có cái màu đen luôn nhá. Ui, dù đây này các bạn này. Chà, chà. Thôi, nó có cái màu đen xì luôn, to. Ghê gớm nữa các bạn ơi. À, dạ dạ, cũng đánh đá lắm nhá, không đùa đâu các bạn. Chơi lớn luôn, bắt thật, không đùa các bạn ơi. Đấy, rắn độc các bạn này. Đấy, có cái màu đen luôn nhá. Ok, hai con rồi nha, mình bắt được hai con rắn rồi các bạn. Kinh trai nhá. Ui, xịn xò con bò. Kinh trai này hả? Không đùa nha, bắt thật nhá. Đấy, ui dồi ui, đây này các bạn này. Đấy, hai con điền các bạn nhá. Đấy, rất là nhiều những con cua đầy màu sắc luôn các bạn. Đây là con cua nhá. Ui, dồi, cua đỏ này, cua vàng này, cua trắng này, cua đen, các kiểu màu sắc luôn các bạn. Đây con cua này có cái màu vàng này các bạn. Ái chà chà. Con cua đây các bạn, để nó mà tự vệ thì nó cũng kẹp rất là đau đây các bạn ơi. Cua nhá. Ái chà chà. Đâu bò kìa. Ui xịn, một con rồi nhá. Một con cua rồi nhá các bạn. Ok. Vẫn còn rất nhiều đây các bạn. Con cua này có cái màu vàng đây này. Ok này, hai con cua rồi nhá. Đấy, ba con, nhiều nhá. Các bạn, để con cua này có cái màu vàng đây này. Ái chà chà. Hai con cua rồi các bạn ơi. Con nhá. Đây còn con nữa đây này. Rồi. Ồ, xịn cho con bò thế nhờ. Đây các bạn, con cua này có cái màu vàng ở đây này. Đây này. Đẹp đây này. Đấy, úi giời, ui. Ba con cua rồi nhá. Bốn con, năm con. Úi, con đầy đây này. Còn rất là nhiều những con cua màu đỏ nữa kìa. Đây, con cua màu đỏ này các bạn này. Ba con nữa đây này. xịn nhá. Đấy các bạn này, ba con nữa đây này. Đấy, ui dùi ui, ba con cua màu đỏ nữa nha các bạn. Nhưng con cua đầy màu sắc liền các bạn ơi. Ba con rồi nha, 2, 4, 4 con rồi, 5 con, 6 con, ui nhiều nha. Đấy các bạn ơi, cua đỏ đấy các bạn, cua đỏ. Đấy, ui, Australia các bạn ơi, đấy, cua đỏ Australia nhá. Đấy, 5 con, 6 con, và đây này các bạn này, đấy, cua xịn nhá. Bò kìa, đấy, ok. Xịn thò con bò đấy nhờ, rồi, con nhá. Con đầy luôn các bạn. Đấy, 2, 4, 5, 6 con rồi. Còn con nữa đây này. Đấy, sâu trong hang các bạn. Ok. Ồ, xịn không các bạn? Đấy, vậy là mình đã bắt được rất là nhiều những con cua đầy màu sắc. Ơ, đây con đây này. Ây chà chà, con cua này có cái màu đen này. Ồ, kìa. Ái da, đu, xịn nhờ. Đấy. Xinh không? Ở một cái giỏ cua đầy luôn các bạn ơi. Đấy, vẫn còn con nữa đây này. Ơ kìa. Xịn nhá, đây vẫn còn con nữa này các bạn này. Đấy. Ồ, nhiều nhờ. Ok, đây này, cua xịn nhá các bạn. Đấy,
ton chip đấy. Xin nhờ. Ok, các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Đấy, con cua xịn các bạn ơi, mình bắt được rất là nhiều những con cua rồi các bạn. Đấy. Ờ, một cái giỏ đầy luôn các bạn này. Một cái giỏ cua đầy luôn nhá. À 4 5 con, 6 con, 7 con. 7 con cua rồi các bạn ơi. Ok, các bạn đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Đấy các bạn ơi, con cua màu vàng này mới gọi là xịn xó con bò đây này. 1 2 4 5 6 7 8 9 con. Đây mình tìm kiếm được rất là nhiều cua luôn nha. Các bạn, con cua này có cái màu vàng luôn này. Con cua này xịn xò nhá. Đấy các bạn ơi, xịn xò con bò luôn. Úi dồi ui, nó có cái màu vàng rực rỡ không? Đấy con cua nhá. Ok, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cua các bạn ơi. Đây con cua nó có cái màu đỏ nữa đây này. Ái da da. Con cua này xịn nhé các bạn. Con cua này thuộc loài cua cảnh nha các bạn. Cua cảnh có cái màu đỏ đây này. Ui, một giỏ cua đầy luôn các bạn ơi. Rất là nhiều những con cua có rất là nhiều màu luôn đấy nhỉ. Ui, vẫn còn con nữa đây này. À bây giờ xịn xò con bò nhá. Con cua này đẹp đây này. Có màu đỏ luôn các bạn, cái càng của nó kìa. Đấy giờ, các bạn ơi, con cua này con cua cảnh nhá chứ không phải con cua nhà mà con cua hoàng đế đâu nhá. Ôi xịn xò không? Ôi đẹp nhá. Đấy các bạn ơi, một giỏ cua đầy luôn này. Đấy, ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ đem hết những con cua này nhá. Mang về nuôi làm thú cưng nhá các bạn ơi, nuôi làm cảnh nhá. Ok. Một giỏ luôn. Rất là nhiều những con cua màu sắc các bạn ơi. À, bạn ơi, này các bạn này mình bắt được một giỏ cua đầy luôn. Rất là nhiều những con cua đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thả vào trong cái khu nuôi cua của mình nhá. Đấy đây nè, các bạn ơi. Có rất là nhiều những con cá nhá. Mình ra muộn quá các bạn, một số con đã bị kèo. Đấy các bạn ơi. Đây này. Con cá này màu đỏ luôn. Kèo rồi. Đấy các bạn ơi, đấy rất là nhiều những con cá này vẫn còn thở đây các bạn này. Ai đẹp đây này. Con cá này là con cá coi nhá. Cá chép lai coi các bạn. Cá chép lai coi. Đấy các bạn đẹp không? Có cái màu vàng nhỉ. Rồi ở đây còn có rất là nhiều những con cá nữa các bạn ơi. Cá coi nữa đây này. Đây. Rất là nhiều những con cá chép màu đỏ nữa nhá. Ai xịn đây này. Rồi đây này. Ui giời ui. Nhiều nhá. Các bạn ơi còn mấy con nữa đây này. Đấy con cá chép này vẫn còn thở nhá. Mình sẽ lọc những con nào vẫn còn thở thì mình sẽ đem mang về nuôi làm thú cưng nhá. Rồi mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nhá. Rồi đây vẫn còn rất là nhiều những loài cá nhá các bạn. Con cá này có hai màu này. Con cá này thuộc loài cá ba đuôi nhá. Đẹp đây này. Xịn xò con bò luôn. Ok. Vẫn còn rất nhiều nhá. Đây này các bạn, con cá ba đuôi này. Có cái bụng tròn tròn như con heo đất này. Ui đẹp ơi. Ô sờ cây đấy các bạn đẹp không? Này vẫn còn rất nhiều nhá. Con cá này là con cá gì? Con cá coi này đẹp đây này. Con cá coi này có rất là nhiều màu sắc luôn. Con cá chép đây này. Ui giời ơi. Con cá chép có cái màu đỏ nhá. Đấy cá chép đỏ đấy các bạn. Cá chép hay thường gọi là cá gáy nhá các bạn. Cá gáy đỏ nhá. Còn cá coi đây này. Cá coi nữa các bạn ơi. Con cá màu đen này đây. Con cá màu đen này thuộc loài cá gì đây? Con cá màu đen này thuộc loài cá ba đuôi nhá. Có cái màu đen luôn này. Xịn xò nhờ. Ok. Vẫn còn nhá. Vẫn còn nhá. Vẫn còn rất là nhiều những loài cá các bạn. Đây con cá coi này đẹp đây này. Cá coi này có hai màu đây này các bạn, màu đen hay màu đỏ nha. Đấy, cá coi thuộc loài cá cảnh được ngoại lai từ đất nước Japan, Nhật Bản nha các bạn. Ừ, Nhật Bản ấy. Đấy, con nhá. Đây con cá màu xanh này, là con cá chấm cỏ nha. Cá chấm đây các bạn, cá chấm cỏ đây này. Xịn nhỏ, đây cá chấm cỏ với size nhỏ nhỏ đẹp ấy. Ok. Vẫn còn nha các bạn ơi, vẫn còn rất nhiều nha các bạn. Con cá coi đẹp đây này, con cá coi này có màu xinh xanh này, đỏ này, tím tím này, vàng vàng này. Xịn xò con bò thế nhờ. Vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Vẫn còn rất nhiều cá nhờ. À, đây này con cá này đẹp. Ui dồi ui. Một giỏ cá đầy luôn các bạn. Đấy, đây này. Rất là đẹp luôn này. Đấy, một giỏ cá. Con cá coi này màu vàng này đẹp đây này. Vẫn còn thở nhá. Bây giờ mình sẽ đem những con cá này mang về nhá. Rồi mình sẽ quay lại trong quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá các bạn ơi. Bây giờ bọn mình đi bắt cá tiếp nhá. To, bạn ơi, con thỏ lớn đây này, to lớn đây này, bự đây này. Con thỏ các bạn ơi. Ấy, các bạn ơi, thỏ ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn cỏ luôn đấy các bạn. À, một con rồi nhá. Ok, một con rồi nhá các bạn. Ui, hai con đây này. Con này đẹp đây này. Con này có hai màu đây này các bạn. Ôi xui, dễ thương nhờ. Ui, xịn nhá. Đấy các bạn, thỏ đây. Xịn thỏ nhá. Đấy, hai con nhá. Hai con rồi các bạn. Đấy, hai con thỏ nhá. Ui, vẫn còn rất nhiều nhá các bạn. Còn con nữa đây. Ê, con thỏ chui trong hang này. Xịn thỏ nhá. Đây các bạn này. Con thỏ nhá. Con thỏ trắng này các bạn này. Con thỏ có đôi mắt màu đỏ luôn đấy các bạn. Ui, ai da. Xem là các bạn thỏ này chạy rất nhanh luôn đây. Con nữa đây này các bạn này. Ui nhiều nhá. Ui đi con nữa này. Ai da. Xem là cái hang bên trong là cái tổ của nó các bạn ạ. Ôi giời. Rất nhiều thỏ các bạn ạ. Ui
Ây da, ui ui con thỏ này chạy nhanh nhanh nhờ. Ui ui, ơ thích. Ô con thỏ này, ây sao này, ui dồi ui. Rồi, đi quanh quanh nhờ. Rồi đấy các bạn này, ây da. Vậy là mình đã bắt được các bạn, con thỏ chạy nhanh quá. Đấy các bạn ơi, vậy là mình đã bắt được một giỏ thỏ đầy rồi các bạn này. Ok, mình sẽ đem những con thỏ này mang về cho những con thỏ này ăn rồi mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Ok, bạn ơi, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi bạn. Mình bắt được rất là nhiều thỏ đây các bạn này. Đây có con thỏ này các bạn. Con thỏ thích ăn cái củ cà rốt đấy các bạn. Ok, đấy, ngoài ăn cái củ cà rốt ra thì con thỏ nó cũng rất là thích ăn cỏ nha các bạn ơi. Ô sờ cây và bây giờ chúng ta cùng đi tìm kiếm thú cưng nữa nha. Rồi, đây này các bạn ơi, con này con chuột nha. Con chuột này thuộc loài chuột lang các bạn ơi. Chuột lang đây này, có hai màu liền nha. Xịn nhá, con chuột này có cái màu vàng hay màu trắng nữa đây này. Ui giời, xịn xó con bò nhờ. Đấy giời. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho chuột ăn nhá. Đây mình đem con chuột này mang về rồi nhá. Đấy mình cho, mình bắt được hai con chuột các bạn ơi. Rất là nhiều màu sắc nhá. Đấy chuột lang các bạn ơi. Chuột lang thường nó sẽ có rất là nhiều màu như vậy đấy các bạn. Ok, đẹp không các bạn ơi. Xịn xò nhá, hai con liền các bạn ơi. Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi các bạn ơi, mình đang cho chuột ăn nhá. Rất là xịn luôn các bạn. Ok và bây giờ mình bây giờ mình đang cho thỏ ăn đấy các bạn ơi. Mèo lông xù kìa, thỏ kìa. Đây này các bạn. Úi xinh nhờ. Đây 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 đi. Úi dễ thương thế nhờ. Đây đáng yêu nha, thỏ các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nha. Đấy, mình đang cho chuột với thỏ ăn các bạn. Đây là con thỏ có hai ba màu sắc đi này. Rất là đẹp luôn đây. Thỏ đang ăn rau đấy các bạn. Úi, ai chà chà yêu thế nhờ. Hợi cu tê đấy các bạn. Ok. Ở đây này, thỏ đang ăn rau muống các bạn ơi. Ăn rau ăn cỏ nha. Đấy, loài thỏ là loài động vật rất là dễ thương luôn các bạn. Nó ngoài ăn cái củ cà rốt với củ cải ra thì nó rất là thích ăn rau với cỏ các bạn ơi. Đấy, rau muống này, rau lang này, rất là nhiều loại rau các bạn ơi. Đấy, ôi đây nó ăn rau muống này. Rồi, ăn đi ăn đi. Ăn nhiều vào thì nó mới xinh. Ui dù ui, ăn kìa ăn kìa. Xịn thế nhờ. Rồi 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 rồi, ăn kìa. Ai chà chà. Ô kìa. Đấy, ơi 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 ơi. Rồi 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 rồi. Nhâm 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 nhâm. Ui dù xịn thò nhờ. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, thỏ đấy các bạn. Đấy. Rất là nhiều những con thỏ lông ngắn này, thỏ lông dài này các bạn này. Rồi có cả chuột lang nữa nha các bạn. Ok. Đấy. Ồ cu tê đấy nhờ. Rồi rồi. Đấy, con mèo. Ơ kìa. Con mèo vào trong nhà thì kìa. Đấy, cái ngôi nhà bằng gỗ kia là ngôi nhà cho mèo các bạn này. Đấy, xịn luôn. Ok. Rồi, đây là con chuột đây này. Con chuột này là con chuột lang nha các bạn. Ôi, cu tê thế nhờ. Rồi, mình đang cho gà ăn đấy các bạn ơi. Hai con gà này là con gà chê nha các bạn. Đẹp lắm nhá, gà chê nó đẹp hơn con chim bồ câu rất là nhiều các bạn. Nó chỉ to hơn con chim bồ câu một chút xíu nữa nhá. Đấy, gà chê các bạn. Một con gà bố với một con gà mẹ nhá. Đấy, xịn không? Xem ra thời gian sắp tới mình sẽ có rất là nhiều những con gà chê con nha các bạn. Các bạn cùng đón chờ nhá. Ok, đấy, các bạn cùng quan sát nhá. Mình đang cho gà ăn gạo nhá các bạn. Ok, đấy. Con gà màu trắng kia đẹp kìa. Con gà màu gà trống đang ăn rất khỏe luôn. Ok à. Ừ xịn nhờ. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Đấy ăn đi. Ok à. Rồi và bây giờ chúng ta đi bắt. Ui ui. Ba con cá này bơi giỏi thế nhở. Bạn ơi, cá koi kìa. Đấy, cá chép lai koi nữa kia kìa bạn kìa. Úi dù rất là nhiều nhá. Bạn ơi. Đấy. Xịn xò nhá bạn ơi. Mình đang dùng công cụ hỗ trợ là cái vợt để bắt cá các bạn ơi. Nên nó sẽ dễ dàng hơn đấy bạn ơi. Con cá này thuộc loài cá koi bướm nhá các bạn. Ừ, cá koi bướm đây này. Có cái màu vàng luôn hả? Rồi xịn xò nhá. Cá koi thuộc loài cá cảnh các bạn á, cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu như vậy các bạn ơi. Các bạn cá này xinh như này. Úi giời. Xịn xò nhá bạn ơi. Ok. Úi giời. Còn rất nhiều nhá các bạn ơi. Cá này này các bạn đấy. Cá koi kìa. Úi giời, các bạn cá koi này có tận rất là nhiều màu đây này, hai màu đây này. Ô xịn xò nhá các bạn, cá koi đây. Úi giời ơi. Các bạn đấy. Úi giời. Vậy là mình đã bắt được hai con cá rồi nhá các bạn. Đấy. Ô xịn xò nhá các bạn, cá koi nhá. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt, được ngoại lai từ Nhật Bản quá đó, Japan Nhật Bản nhá. Ok ok. Úi xui. Ờ xịn xò nhá, hai con rồi nhá. Vậy là mình đã bắt được hai con cá rồi nhá các bạn. Ok. Đấy, hai con cá hơi xịn luôn các bạn ơi. Rồi, let's go bạn ơi. Mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp cho các bạn cùng xem nhá các bạn ơi. Đây cá nữa đây này. Còn rất nhiều cá luôn các bạn ha. Cái gì? Cá gì đây? Ô cái bạn cá này nạ đây này. Ui. À các bạn ơi. Cá này. Úi dù cá chim các bạn ạ. Ấy. Ô bạn ơi, cá chim này. Cá chim thuộc loài cá săn mồi nha các bạn. Này, cá chim này. Ui, các bạn cá chim này xinh đấy nhở. Ơi, cá chim xinh nhá. Ui dù dễ thương nhá. Ok. Ấy, đẹp không, đẹp không? Ok. Rồi, let's go bạn ơi. Mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nhá. Rồi, đi nào bạn ơi. Đi nào, đi nào. Ui dù ui. Bạn ơi, cá này nhiều nhá. Ui ui. Cá gì đây đẹp đấy nhở. Bạn ơi, đây cá này các bạn này. Ui dù hai cái bạn cá này xinh đấy, bụng tròn xoay luôn. Ôi giời ơi bạn ơi. Cá này.
hai con cá này các bạn, hai con cá này thuộc loài cá gì đây? Ui dồi ôi bạn ơi, nó thuộc loài cá ba đuôi nhưng các bạn, có cái bụng tròn xê như con heo luôn đây này. Ui dồi ôi dễ thương nhỉ, đấy màu đỏ luôn. Ui my god, ui dồi ôi coi bướm này các bạn này, ui xui đấy, cá coi bướm đấy các bạn, đẹp nha. Ui còn rất là nhiều luôn các bạn ha. Mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp cho các bạn cùng xem nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Thank you các bạn rất nhiều luôn. Đấy đây. Ồ còn rất nhiều nhá. Nhớ đăng ký kênh nữa nhá các bạn. Ôi ok. Đấy bạn ơi, cá coi đây. Cá coi bướm đây. Đẹp nhá. Đấy bạn này. Ui con cá này đẹp nhá. Có con màu đỏ luôn này các bạn này. To lớn nhá. Bự 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 đây này. Ui bự nhá. Đấy. Ui giời ơi bạn ơi. Mình bắt thêm một chú rồi nhá. Một con cá bự đây này. Đấy. Ok. Mình sẽ múc bổ sung thêm nước vào cái thùng cá nha các bạn. Đấy, ok. Ui giời ơi. Bạn ơi con cá này thuộc loài cá coi bướm nữa nha các bạn, có cái màu vàng luôn nha các bạn ơi. Ok ấy to lớn không, hai con rồi nha. Vậy là mình đã bắt được hai con cá rồi các bạn, hai con cá coi bướm rồi nhá, một con màu vàng với một con màu đỏ nha các bạn. Ui nó bự này ấy, siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi, khổng lồ luôn. Ok ui vẫn còn rất nhiều các bạn ha. Đây này, con cá coi bướm này có cái màu cam của củ cà rốt này các bạn này, ấy dễ thương không. Ok ấy bạn ơi, ba con này nhá, ba con cá bự nhá. Đấy, mình sẽ quay lại trong quá trình thả những con cá này vào bể cho các bạn xem sau nhá. Rồi, ui vịt đây các bạn này. Bây giờ chúng ta đi tìm thú cưng nhá. Vịt đây các bạn. Ôi giời, các bạn vịt đây chạy nhanh thế nhở bạn ơi. Đây, vịt siêu nhá. Ồ, vậy là mình đã bắt được một chú vịt siêu rồi nhá các bạn. Bạn ơi, ấy xịn không? Xịn sao không? Đây mình tìm kiếm và bắt được rất là nhiều vịt các bạn ạ. Đây, vịt. Ô kìa. Ui giời. Vịt hộp à? Ôi siêu nhá. Ui chà, con này là con ếch đi các bạn ơi. À, con ếch Bachman nha. Ui. Ai chà lộc. Ếch Bachman này các bạn. Có cái màu xanh luôn nha. Đẹp ấy nhờ. Dễ thương ấy. Con ếch này đẹp ấy. Lành lắm nha các bạn. Đây này. Ui giời ui. Xinh không? Ơ kìa. Đẹp không? Ếch Bachman cơ mà. Rất là đẹp luôn các bạn ha. Đấy, bây giờ mình sẽ cho con ếch lên tay mình cho các bạn xem nha. Đây này. Ở trên lưng nó có cái màu xanh, còn ở dưới bụng nó có cái màu vàng các bạn này, rất đẹp. Còn đây là con ốc sên này, con đây ốc sên này mới xịn này, ốc sên nhá, ốc sên đấy các bạn, ốc sên thuộc loài ốc rất là lành luôn nhá, nó nguyên ăn cái rêu xanh ở bờ tường các bạn, cho nên rất là dễ nuôi các bạn ơi. Đấy, xịn sò con bò không các bạn ơi, các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều lần. Đây con này là con ốc sên ở đây này các bạn này, con ốc sên này đẹp đây này, xịn là rất là nhiều màu sắc luôn các bạn, ốc sên này rất là nhiều màu nhá. Đấy, con này này, đấy, cái dâu bộ dâu đây. Đấy, cái dâu của nó đây. Xịn nhá. Ok, đấy, đẹp không các bạn ơi? Đây là xịn sò luôn nhá các bạn ơi. Ui, ái chà chà. Xịn sò đây này, con cua nhá các bạn. Con cua đẹp đây này, có màu đỏ luôn nhá. Rồi, xịn nhá. Đấy, với này một con ếch các bạn ơi. Con ếch này là con ếch ươm nhá. Ếch ươm nhá các bạn. Nó có cái màu vàng luôn này. Xịn nhá. Đấy, ếch ươm nhá các bạn ơi. Đấy, xịn sò không nào. Rồi ở đây mình có con cua này mới gọi là đẹp thế này. Con cua này có cái màu đỏ luôn kìa. Ái chẹt. Ui con này con con ếch kìa các bạn. Ếch kìa. Rồi bạn ơi, hôm nay mình lại đi bắt và tìm hiểu những loài cá nhá. Có rất là nhiều những con cá cảnh siêu to khổng lồ các bạn ơi. Đấy đấy, cá đấy các bạn. Ui xịn nhờ đấy, cá coi kìa, cá chim kìa, cá chép kìa. Có rất là nhiều những con cá nha các bạn. Đẹp đây. Ok mình coi như là ái chẹt chà. Ui dùi con mèo nó kìa. À xịn nhờ. Đấy các bạn ơi, đây con cá coi này, con cá coi này to lớn đây này, bự nha. Ui xịn luôn. Ok đây là cái thùng đựng cá của mình nha các bạn. Ok và bây giờ chúng ta cùng bắt và tìm hiểu những con cá nào các bạn ơi. Đây, con cá coi này, ui nó bự này. Đây cá coi mà to bằng con mèo đấy các bạn. Ai nó lớn nha. Ok á, đẹp ấy, một con cá rồi nha. Đây con cá coi nha các bạn. Ok anh thạch trà còn nhiều nha. Còn có rất là nhiều những con cá nha các bạn. Ok. Ui dồi. Các bạn ơi. À, con cá gì kìa. Ui. Có cả cá rô phi. Thì cá chim các bạn ơi. Đấy. Xịn luôn. Ui. Ái chà chà. Nhảy kìa. Tinh. Ok á. Con cá này là con cá gì nhỉ. Ái chà chà. Xịn ơi. À, con cá rô phi. Đâu. Con cá này là con cá chim các bạn ơi. Ui xịn ấy. Ai à, cá chim các bạn ơi. Cá chim ấy. Đẹp ấy. Có cái màu tím mộng mơ luôn nhỉ. Ui xịn luôn. Ok. Còn nhiều. Còn rất nhiều cá các bạn ơi. Ê con cá này là con cá gì đây? Ui. Con cá gáy bự nhỉ. Ái cá coi em. Ok. Xịn luôn xin. À, chà chà. Các bạn ơi. Còn nhiều cá nhá. Còn rất nhiều cá các bạn. Để đi. Ui.
con cá chép coi kìa, đẹp này. Rồi, từ câu chuyện rồi các bạn ơi, hôm nay có rất là nhiều những loài cá đẹp các bạn ơi. Cái con cá gì đây? Rồi còn rất là nhiều. Ui, con cá chê này. Con cá chê này là con cá chê bạch tạng các bạn ơi, cá chê đột biến nhá. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Con cá này đẹp đây này, có cái màu trắng luôn nhá. Ấy, ui, to lớn nhá, ơi bự nhá các bạn. À, còn nhiều cá các bạn ơi, còn rất là nhiều những con cá nhá, con cá chép này, con cá chép koi này, ui xịn này, có cái màu đỏ luôn nhá. Ai chà chà, nhiều các bạn ơi. Ui, con mèo kia, con mèo nó đang vần con cá kìa. Rồi, để mình coi xem nào. Đây, chà chà, rồi. Để mình coi xem nào, thuộc loài cá gì nào. Con cá chép này, cá chép này, cá chim này, rồi cá rô phi nữa các bạn. Để còn cá chép này có cái màu đỏ đây này. Ui, xịn luôn. Rồi đây con cá này là con cá tàu ngầm này. Ai chà chà, rô phi này, con cá dấu rô phới phi này. Ui xịn luôn. Ok, rồi còn nhiều cá các bạn ơi. Con cá này là con cá diếc này các bạn này, con cá diếc nhá. Đấy, cá diếc thuộc họ nhà cá gáy, cá chép nha các bạn. Đấy, xịn luôn. Ok, rồi còn nhá. Còn rất là nhiều những con cá nhá các bạn. Đây này, con cá rô phi đây này. Ai chà chà. À, con cá màu vàng này thuộc loài cá hồng kết vàng nha các bạn. Đấy, hai con cá hồng kết vàng luôn nhỉ. Ai chà chà. Úi dù ui, xịn luôn. Con cá gì đây? Con cá này là con cá chép nha các bạn. Để con cá chép có cái màu đỏ luôn đây này, rực rỡ thật đấy. Ok, mình bắt được một cái thùng cá đầy rồi các bạn này. Còn nhá. Còn rất là nhiều những con cá nữa nhá. Cá gì đây? Rồi. Chà chà. Con cá này là con cá. Ui. Ai chà chà. Ui, con cá này con cá chép phụng đuôi dài nhỉ. Ok. Úi dồi. Mình bắt được rất là nhiều những loài cá rồi các bạn ơi. Ok. À, con cá gì đây? Con cá chuối này các bạn này. Ai xịn nhỏ. Cá chuối đấy các bạn. Ấy đẹp ha. Ok. Ui cá gì đây? Con cá này con cá chép koi này. Cá chép koi có cái màu đỏ luôn nhỉ. Ai xịn luôn. Ai, cá chuối này. Đấy các bạn, cá chê, cá chuối. Ui rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Ui. À, để mình coi xem nào. À, trứng khủng long này các bạn này. Để mình coi xem. Ồ, trứng khủng long này, để mình coi. Ui, xem là bên trong quả trứng khủng long này có cá không nào. Ok, quả màu xanh trước nhá. Ấy chà chà. Ui, có nhá, báo cá nhá. Có rất là nhiều những con cá nữa các bạn. Xịn đây này. Đây, cá các bạn. Ui, rất là nhiều những con cá bên trong quả trứng này các bạn. Ấy chà chà, xịn luôn. Ok, rồi các bạn ơi, đấy. Ui. Một cái thùng đựng cá này các bạn, đầy luôn rồi nhỉ. Ui dù, rất là nhiều những con cá đẹp luôn các bạn. Rồi, vẫn còn nhá. Ô kìa, vịt quạc quạc. Vịt các bạn ơi, một con vịt đây, hai con vịt này, ba con vịt này. Ok, đấy, ba con vịt nhá. Rồi, để mình coi xem nào. Còn một quả trứng màu cam đây này. Ờ, để mình coi xem bên trong quả trứng này. Ai chà chà, ui. Ai chà chà, cá, báo cá. Ok, ui, xịn luôn. Có rất là nhiều những con cá nữa các bạn ơi. Đấy, cá koi, cá chép, cá chim, cá ba đuôi kìa. Ai giờ xịn luôn. Ui giời, hôm nay mình thu thập được rất là nhiều những con cá nữa rồi các bạn. Đấy, một thùng đựng cá đầy luôn rồi các bạn. Ui. Cha nhá. Nước này các bạn ơi. Còn rất là nhiều những con cá nữa luôn này các bạn. Ai chà chà. Xịn sò con bò đi rồi. Còn nhiều nhá. Còn nhiều cá các bạn ơi. Còn rất là nhiều những con cá siêu to khổng lồ nữa các bạn. Đây này. Cá cảnh siêu to khổng lồ đây này, siêu đẹp đây rồi. Ui. Con cá gáy này có cái màu xanh quân đội luôn. Bự nhá. Ôi lớn đây này, to lớn đây này. Ai cạch gà lớn nhá. Đấy, úi rồi. Rất là nhiều những con cá đẹp rồi các bạn. Một thùng đựng cá đầy luôn rồi đây này. Ai già chất chơi người rơi luôn. Ok. Coi nào. Ui. Còn nhiều nhá. Còn nhiều những con cá lớn nhá. Ui, to lớn này các bạn. Để cá koi này. Ai cạch gà. Con cá koi bự nhá các bạn nhá. Rất là to lớn đây này. Con cá koi có cái màu đen luôn này các bạn. Cá koi thuộc loài cá cảnh nhá. Được ngoại lai từ đất nước Japan, Nhật Bản nhá các bạn. Con cá koi này đẹp này, to lớn này. Ui bự này. Ai chà chà. Lớn thế. To một thùng đựng cá đầy rồi các bạn. Còn nhá. Báo cá nữa đây này. Ui. Cá gì đây? Ai chà chà. Đây là con cá gì đây? Ai chà chà, con cá này là con cá gì các bạn? Ui cá koi này. Ui con cá chép koi này bự đây này. Ấy đấy. Úi giời. Ô bạn ơi, mình bắt được một thùng lượng cá đầy tràn rồi các bạn này. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi bắt cá tiếp nha các bạn. Để còn cá koi này đẹp đây này. Ok, rồi bọn mình đi bắt cá tiếp nào các bạn ơi. Ok, đi nào bạn ơi. Ok, let's go. Ui, cá này các bạn này. Ui. Nhiều, rất là nhiều luôn các bạn ha. Cá đây này. Ui. Ô, cá koi nhá. Ui, có rất là nhiều cá chép đây kìa bạn kìa.
Ấy, ui ui, cái bạn cá này bơi giỏi thế nhở, đẹp nha, đẹp nha, xinh nha, úi giời. Ồ bạn ơi, lát nữa mình sẽ đi tìm cái cung sau nha. Giờ mình đi bắt cá trước nha các bạn. Úi giời, cái bạn cá này đẹp thế này. Ui, ai à, bạn bơi giỏi thế nhở. Ấy, vậy là mình đã bắt được một con cá rồi nha các bạn. Con cá này thuộc loài cá coi bướm nha các bạn. Có cái màu vàng luôn đây này. Ôi, xinh nhở. Ơi, đáng yêu đấy các bạn ơi, một con rồi nha. Úi giời, bên trên cái mương nước này vẫn còn rất nhiều cá luôn các bạn ơi. Đây, cá coi bướm đây này, to đùng luôn. Ấy. Ui giời ui, cá coi bướm màu trắng này các bạn này. Ái da, con cá này đẹp đây này. Xinh nha. Ui giời ui đẹp thế. Có cái màu trắng ngọc trai luôn nha. Ui giời. Ok. Ồ đẹp nha. Ui ui ui. Wow. Rất nhiều các bạn ơi. Wow. Wow. Con cá ba đuôi này đẹp đây này. Có cái bụng tròn xoe như con heo luôn này. Ui giời. Dễ thương nha. Ấy, cá chép này các bạn này. Cá chép màu đỏ luôn nha. Ơi xinh không? Rực rỡ không? Ui giời ui, đẹp nhở. Ok ok. Đấy. Rồi, cá gì nữa đây? Ui ui. Cái con cá ba đuôi này đẹp thế này, có cái màu đỏ luôn đây này. Ái à, cái bụng tròn xoe cho con heo luôn đây này. Ui, dễ thương nha. Ấy, đẹp không? Đẹp không? Xinh nhở. Ok ok. Ấy, cái mồm nhăm nhăm này. Thích không? Ui giời ui. Ái da, cá chim này mày. Ai cá chim này, cá chim thuộc loài cá săn mồi nha. Ái da, có cái vây màu đỏ kìa. Ai đẹp nhở? Đẹp cứ như kiểu cá sống ngoài biển khơi luôn đi. À xịn xò nha. Ái da. Ok. Ấy bạn ơi, vậy là mình đã bắt được rất là nhiều cá rồi các bạn này. Một thùng rồi nha. Ui ui. Bên trên cái mương nước này vẫn còn rất là nhiều các loài cá này các bạn này. Đấy. Cá gì đây? Ui ui, cá chép này. Cái con cá chép này có cái màu đỏ luôn này, rực rỡ thế nhở. Ui ui, cái bụng cũng tròn luôn này. Đẹp nha, đẹp nha. Ôi giời, dễ thương nha. Ok. Ôi cái bụng tròn này, cái bụng con cá này tròn. Bạn ơi, con cá coi nó bơi giỏi quá này. Ui, nó bơi. Ui, bạn bơi giỏi thế nhở. Các bạn chỉ biết chơi bơi thôi nhở. Kiểu như bạn chẳng phải nhất là xem con dối bơi rất giỏi luôn các bạn ơi. Coi nhở. Á, kiểu như là loài cá cảnh nước ngọt được ngoại lai từ Japan, Nhật Bản quá đó. Nó thuộc loài cá cảnh cho nên là nó có rất là nhiều màu như vậy. À? Con cá này có hai màu đây này. Ấy màu cam này, màu trắng này. Đấy, cứ lừa xịn kho rồi. Ok, ok. Ôi rồi, dồn con cá này vất vả quá. Ok, let's go nào. Thì mình sẽ đi dọc cái mương nước để bắt cá tiếp nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Thank you bọn rất nhiều luôn. Ok, ui ui. Còn rất nhiều nữa các bạn ơi. À, coi bướm luôn các bạn. Coi bướm. Trò này. Xịn nha. Ô xịn so nhá. Ui giời ui dễ thương ý. Ok. Ấy to không to. Ấy siêu to khổng lồ đấy. Ui ui đấy. Ô cũng khỏe các bạn. Ấy. Ô rồi rồi rồi. Ui ui. Cá coi vàng này các bạn ơi. Cá coi có cái màu vàng luôn đấy. Ui ui. Cá đỏ nữa kìa bạn kìa. Ấy cá đỏ kìa. Cái con cá màu đỏ kia thuộc loài cá chép nai coi nha các bạn. Con cá màu vàng này thuộc loài cá coi nhỉ, cá coi xịn nhỉ. Ui ui, ai đẹp nhỉ. Ôi to nhá, to lớn nhá. Ấy, ui ui con cá này đẹp này. Cái loài cá chép nai coi thường nó sẽ có cái người dài như vậy các bạn ơi. Ai xịn nhỉ. Đấy, ui ui. Cái con cá màu vàng này to lớn này, to lớn này. Bự nhá. Ấy, ui giời ơi. Ok, ok. To thế này cơ mà, nó to như vậy thì đỡ làm sao được. Đẹp quá nhỉ. Ok, ok. Rồi bạn ơi. À, vậy là mình đã bắt được một thùng cá rồi các bạn. Đấy. Rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đậy cái nắp thùng đựng cá lại các bạn ơi. Rồi mình đi tìm kiếm thú cưng nha. Ok. Đấy một thùng cá đầy các bạn này. Đấy xin không. Ồ vui chơi giải trí. Đấy cái bể cá của mình đây là các bạn ấy. Đấy một thùng cá nha. Một thùng cá này. Đây là cái bể nuôi cá của mình nha các bạn. Đấy cái bể bơi dùng để nuôi cá các bạn ơi. Đây này. Chị thò con bò lên. Chơi chơi khỏi bàn luôn. Chơi chơi người rơi luôn các bạn ơi. Ok và bây giờ mình sẽ thả hết cho con cá này. Cũng như là quay lại quá trình thả con cá này vào cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem nha. Ok, đây này, con cá trời im chim đây này. Bự đây này, lớn đấy. Ui dồi, to lớn nhá. Siêu to khổng lồ luôn. Ok, rồi. Con cá này là con cá gì các bạn? Nhiều cá quá. Đây là con cá này, con cá chép coi này. Ấy, rực rỡ không? Màu đỏ rực rỡ nhờ. Đây con cá gãy này mới to đây này. Con cá gãy này bự đây này. Đây này. Ui dồi, to lớn không? Đây, cá gãy đấy các bạn. Rồi, con nhá, báo cá liên tục các bạn ơi. Ok, đây 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 đây. Con cá chim này. Đấy, con cá chim mà to bằng bàn tay đấy các bạn. Ui đẹp nhỏ. Xịn xò luôn. Ok. Còn nhá, cá hồng két vàng này các bạn này. Đây cái loài cá hồng két vàng nó
các bạn ấy đẹp hơn cá dấu rô phở phi rất nhiều luôn. Ok, ôi xịn xò luôn. Rồi, nhiều không các bạn? Đây đây, con cá này là con cá chép đỏ đây này. Đây, con cá chép đỏ mà có cái đầu tròn tròn như con heo ấy. Ui, xịn nhờ. Rồi, vẫn còn các bạn ơi, con cá chép đây này. Con cá chép đỏ nữa này các bạn này. Đấy, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá cảnh siêu to khổng lồ đấy các bạn. Ok, đấy, cá cảnh đây này. Cá koi thuộc loài cá cảnh nhé các bạn. Đấy, cho nên là cá koi nó có rất là nhiều màu sắc như vậy các bạn. Đây, vẫn còn đầy luôn. Đây, con cá chép đây này. Xịn đi. Ok. Ôi, đẹp ấy. Ôi, ok, đây các bạn ơi, con cá koi to lớn đây này. Cá koi to bằng con mèo đấy các bạn. Bự không? To lớn không? Ok. đấy các bạn, bự không? Ui, dù nó lớn này. Ok, rồi để mình coi xem con cá gì đây. Đấy, con cá rô phi này. Con cá rô phi đột biến nhá, có cái màu xanh quân đội này này. Đấy, chất chơi khỏi bàn luôn. Ok, đấy, cá rô phi đơn tính đột biến luôn này. Rồi đây còn ba con cá nhỏ nhỏ thì mình sẽ thả vào cái bể cá nhỏ nhỏ này nhá các bạn. Đấy, cái bể cá này hơi xinh luôn nhỉ. Ok, một con này, hai con này, ba con. Đây còn con nữa đây, hai con, ba con, đúng không? Đấy, úi, các bạn, cái bể cá mini Cooper hơi đẹp luôn nè. Đấy, ba con nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm thú cưng nữa nhá các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy cái khu nuôi cá của mình có xịn xò con bò không nào? Rất là xịn luôn đấy các bạn. Đây là cái bể cá lớn nhá. Cái bể cá lớn đấy các bạn. Đây này, ok. Cua nhá các bạn, đây con cua đây này. Ui, mình tìm kiếm được một con cua nhá. Ái chà chà, xịn xò con bò luôn. Con cua nhá các bạn. Con cua này là con cua sinh sống ngoài đồng nhá các bạn. Đấy, có hai cái càng với lại tám cái chân nhá. Ui, xịn đấy, có cái màu tím mộng mơ luôn. Ok, mình bắt được hai con cua rồi nhỉ. Rồi để mình coi xem nào. Ui, ai chà chà, xịn đây này. Nani? Oh my god. Wow. Có một con rùa với một con ếch nhá các bạn. Ui, xịn đấy. Con rùa nhá, con rùa mà tròn tròn như quả bóng đây này. À, xịn xò con bò luôn. Đấy, con ếch thì các bạn này. Con ếch này là con ếch gì đây? Con ếch này là con ếch đột biến này. Con ếch hay thường gọi là con pong pong các bạn. Ui, xịn nhá. Đây con rùa nhá các bạn. Đây, con rùa này đẹp đây này, có cái bụng màu cam luôn. Con rùa này thuộc loài rùa vẽ nhá các bạn. Rùa vẽ đông nhá, tròn tròn như quả bóng luôn. Xịn xò con bò luôn. Ok. Rồi con ếch thì các bạn, con ếch này là con ếch đột biến nhá. Con ếch hay thường gọi là con pong đấy các bạn. Pong pong này. Ui, xịn xò thế, có cái màu xanh luôn kìa. Dễ thương này. Con ếch ấy, ui giời, tinh tinh liên tục các bạn. Hôm nay mình cứ bắt được rất là nhiều những con vật dễ thương các bạn ơi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm kiếm các con vật nữa nhá các bạn. Let's go nào. Oh my god. Wow. Let's go. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ cho những con vịt vào trong cái giá cái rổ màu xanh này nhá. Đấy các bạn. Đấy, vịt với gà các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ cho vịt ăn nhá, cho vịt với gà ăn nhá. Rồi mình sẽ đem hết những con vịt này lên cái bể nuôi cá của mình cho vịt con bơi cùng cá các bạn ơi. Bơi cùng cá vàng nhá. Đấy, vịt đi các bạn. Vịt với lại gà nhá các bạn ơi. Đấy. Ăn kìa. Ok kìa. Xịn nhá. Ui, xịn xò. Đấy, vịt đi các bạn. Gà nữa các bạn nhá, gà con này. Con gà mới được nở ra từ trong quả trứng. Thì nó nhỏ như vậy các bạn. 3 4 5 con gà nhá. 5 con gà nhá các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ cho vịt với gà ăn các bạn ơi. Ok. Đấy, xịn xò. Xịn xò con bò không các bạn? Ôi, xịn nhá. Đấy. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đem hết những con vịt này nhá. Lên cái bể nuôi cá của mình nhá. Rồi mình sẽ cho vịt con bơi cùng cá vàng nhá các bạn. Ồ, ok luôn đúng không nhá. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đem lên cái bể nuôi cá của mình nhá. Để các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thả hết những con vịt này xuống cái bể nuôi cá nhá. Đấy, cái bể nuôi cá của mình lên này các bạn này. Bây giờ mình sẽ cho vịt con bơi cùng cá nhá. Đấy, vịt con đang bơi cùng cá koi kìa, cá vàng kìa, cá chép kìa. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đấy, chiêu không chiêu. Nên là chiêu chiêu luôn đi các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đấy, vịt con đang bơi cùng cá nhá các bạn. Nó cũng đẹp luôn ha. Rồi đây, con cá koi này đẹp đây này. Có rất là nhiều màu sắc luôn nhỉ. Rồi, còn vịt kìa đang bơi cùng cá kìa. Đấy, cá chép đỏ này các bạn này. Cá chép lai koi. Rất là nhiều những loài cá đẹp luôn các bạn. Cá bảy màu kìa. Cá bảy màu kìa các bạn kìa. Rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Đấy, ok, xịn thó nhỉ. Ô, xịn thế. Ôi, con cá này đẹp thế này. Chê nhá. Rất là nhiều những con cá chê bị mắc cạn ở cái mương này các bạn ơi. Này cá chê đấy. Kìa. Đấy, cá chê nó bơi kìa. Xịn thò nhá. Đấy, xịn thò con dê luôn. Các bạn ơi. Đây. Cá chê đây. Ui, dù nhiều nhá. Cá chê thuộc bộ cá chê nhá các bạn. Ok. Mình đã bắt hết những con cá chê này mang về nhà rồi nhá. Bây giờ mình sẽ dọn sạch cái bể lên nhá. Mình dọn sạch bèo này các bạn. Đây, rất là nhiều những con bèo nhá. Có rất là nhiều những con cá chê nhá. Bây giờ mình sẽ dọn sạch cái bể nuôi cá của mình này các bạn, rồi mình sẽ bơm nước vào nhá.
đấy, xịn xò không? Đây các bạn, cá trê đây. Ui dồi ui, xịn không. Cá trê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ đất nước Indonesia các bạn ơi. Đấy, hình cá trê đấy, to lớn không? To khổng lồ luôn nha. Ui dồi ui, nó bự này. Và cá trê màu trắng kia là những con cá trê đột biến nha. Đây này các bạn, to lớn không? To khổng lồ luôn các bạn. Đấy, nó bự, nó to như vầy cơ mà. Và các bạn cùng quan sát nha. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, vẫn còn rất là nhiều những con cá trên nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ quay qua một vòng cái bể cá của mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn, có mấy trăm con liền, hàng nghìn con cá trên liền các bạn. Rất là nhiều những con cá trê các bạn này. Ok, và bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Mình bơm nước vào cho nước nó nhiều cho cá nó thỏ nha các bạn. Loài cá là sống ở dưới nước cơ mà các bạn. Kia có cả cá lóc kìa. Cá trê màu vàng, cá trê màu trắng, cá trê màu đen. Cá trê cũng có rất là nhiều màu sắc các bạn. Nhưng mà màu trắng nó hơi hiếm các bạn ạ. Đa phần là có những con màu đen các bạn ơi. Thật ra cá trê đấy các bạn. Ok, mình đang bơm nước vào trong cái bể nuôi cá này rồi các bạn này. Đấy, nước đã đầy rồi nha. Đây các bạn. Đấy, trời yêu chiêu không các bạn? Trời yêu chiêu không? Tức là chiêu chiêu luôn đấy các bạn. Cá đang bơi kìa. Ui dùi ui. Xịn xò con bò luôn các bạn ơi. Ok các bạn, hôm nay mình đang đi tìm kiếm con rùa nha các bạn. Con rùa common siêu to khổng lồ ấy. Đây là cái đường đi của con rùa này các bạn này. Nó rất là to luôn đấy nha. Đây này nó ui dùi ui. Bự nha. Ui thấy đây. Ui anh chà. Thấy rồi nhá. Đây này to lớn đấy này. Anh chà. Rùa common nha các bạn. Ui dùi ui nó bự nha. Xịn không. Các bạn ơi, rùa common nhá. Rất là lớn các bạn. Ui siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Con rùa này quá lớn luôn đây này. To lớn này. Ui giời nó bự các bạn này. Đấy. Rùa common ấy thường gọi là rùa common cá sấu nhá các bạn. Nó rất là lớn nhá. Ok đây này, cái đuôi của nó đây này. Ui giời nó bự không. To lớn ấy. Ai chà, nó to lặng các bạn ơi. Ăn đến rồi giờ, ăn đến rồi. Đấy, mình đang cho con rùa này ăn thịt lợn nha các bạn. Ăn miếng thịt heo ấy. Đấy ăn kìa. Ui xịn luôn. Ok. Rồi, tới câu chuyện rồi các bạn ơi. Ok, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình nhá. Đấy, rồi đây này, rùa common nhá. Ồ, cái đuôi đây này. Đấy, nó rất là nặng luôn các bạn ơi. Ui, đây các bạn này, cơ bắp không. Đấy, ui, ngấn nào ra ngấn đấy luôn. Ok. Xịn xò con bò luôn. À, con ếch nữa kìa, con pong pong nữa kìa. Ồ, nha các bạn, hamster đấy các bạn. Hamster thuộc loài chuột rất là lành luôn nhá. Đó thuộc loài chuột cảnh nha các bạn. À, bắt thoải mái nó không cắn đâu nhá các bạn. Đấy, nhớ không? Ok, đấy, hamster đấy các bạn. Hamster nhá. Con hamster này nó được 3-4-5 tuần tuổi rồi các bạn. Rồi và bây giờ chúng ta cùng bắt cái con hamster này nha các bạn. Ok, bắt hamster này để cho nó có một cái ngôi nhà mới nhá các bạn ơi. Đấy, hamster đấy. Xịn xò nhá. Ok. Đấy, đây con này đẹp ở đây. Con hamster này có cái màu xám này các bạn. Cái màu xám này thường gọi là màu xám lông chuột nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Ôi nhiều nhỉ, rất là nhiều luôn này. Chục con các bạn, mười mấy con liền này. Xịn xò nhá. Ui dù đẹp kìa. Con chuột này có cái màu vàng cát này các bạn. Ok, chuột hamster nhá. Hamster đấy các bạn. Bắt hamster này có cái đôi mắt màu đỏ này đẹp thế này. Rồi và bây giờ mình sẽ đi làm cái ngôi nhà cho hamster ở các bạn ơi. Đấy, những con hamster này vẫn đang lang thang ở đây chưa có nhà các bạn. Ok và bây giờ mình sẽ đi tìm gỗ và làm một cái ngôi nhà gỗ cho hamster nó ở các bạn ơi. Đấy, hamster đấy. Đấy, xịn không? Hợp xịn luôn các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đây, còn con nữa đây này. Rất là nhiều, mười mấy con đây các bạn. Ok, đấy các bạn ơi. Đây, còn con nữa đây này. Ok, kìa. Ở đang làm gì kìa? Ok kìa. Ông bác kiểu trời đang đào hang này các bạn. Ui, đeo. Ui, xịn đấy. Rồi. Ui, xịn kìa. Thôi. Ok kìa. Ấy, hamster đấy các bạn. Con hamster này có cái màu đẹp quá đây này. Rồi bạn ơi. Nhờ sau một khoảng thời gian... Ok bạn ơi, mình vừa mới thiết kế được cái nhà cho hamster ở các bạn á. Bây giờ mình sẽ quay lại quá trình thả cái con hamster này vào trong cái
cái nhà ở cho hamster con á, cái nhà cho hamster ở đây các bạn ơi. Ok ok bạn ơi, đây này, cái nhà cho hamster ở nha các bạn ơi. Ấy mình thiết kế được cái nhà hơi đẹp luôn đấy nhá. Đây các bạn, xịn sò nhá. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ thả hết những cái con hamster này vào trong cái nhà cho nó ở các bạn ha, để cho nó trốn thoát các bạn ha. Ấy này, hamster này các bạn, hamster thuộc loài chuột rất là thích tẩu thoát các bạn ha. Chúng nó cũng rất là lành luôn nhá các bạn, nó không có cắn đâu nhá, bắt thoải mái luôn các bạn ơi. Đấy, ồ xịn sò nhá. Hamster thuộc loài chuột cảnh các bạn ha, cho nên là có thể sờ và bắt thoải mái các bạn ơi. Hai con rồi nhá, đây các bạn. Đây mình tìm kiếm bắt được rất nhiều chuột hamster các bạn ha, hai chú rồi này. Ấy các bạn cùng quan sát nhá các bạn, đây này, ba chú nhá. Hơi dễ thương các bạn ạ, đây là những con chuột hamster nhá các bạn, chuột hamster đấy các bạn, hamster nhá, hơi bị đẹp đấy các bạn ơi. Ok ba chú rồi, bốn chú này các bạn ấy, ô xịn sò nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Ok thank you bọn rất nhiều luôn. Ôi đây này các bạn này, các bạn này đẹp đây này, ấy dễ thương không, người xinh xắn đấy các bạn ơi. Ok đấy các bạn ơi, 5-6 con các bạn, 5-6 con hamster luôn, bị đẹp luôn các bạn. Ok các bạn thấy mình thiết kế cái nhà cho hamster ở có đẹp không nào? Ấy có một cái nhà nhỏ xinh các bạn ạ, cái nhà dành riêng cho hamster ở đấy các bạn.